Chào mọi người nha. Chào chị Dương Ngọc. Chị Dương Ngọc là có đơn ở đây nè. Nhưng mà chào mấy chế nha. Chào mấy chế hôm nay bán áo đá nha. Áo đá như dạng em đang mặc. Dạng canh đang mặc đó nè. Chị cho em cái ghim đồng giá chị. Mấy chế ơi, chia sẻ giùm em. Chia sẻ đầu like em bán đồ rẻ nữa coi. Rồi đầu like em bán mấy cái áo rẻ nha. Chia sẻ đi mấy cái. Đầu like em bán mấy cái áo rẻ cho xong. Chào mọi người. Chia sẻ bài đầu like em bán áo rẻ cho xong nha mấy chị. Hôm nay bán áo đá nha, hôm nay chị bán áo đá còn không có áo len. Hôm nay bán chị Sài Gòn, chào chị Ngô Trang chị. Chia sẻ bài đặng cho em bán mấy cái không? Hôm nay cũng có bán xét hôm bữa. Chào Nguyễn Ngọc Hoa, hôm bữa bán xét mà. Giờ buộc lại nghe bán xét rồi, chuyển sang bán áo đá rồi. Có vài cái áo em sale rẻ cho mấy chế nha. Quen hả? Shop ở Hồ Chí Minh. Shop ở Hồ Chí Minh nha. Em bán đầu like cho mấy chị nào đã chia sẻ thì bấm đã chia sẻ giùm em để em biết em bán nha. Áo thun 40k, áo thun 40k, lấy thì comment giùm em 40, phòng 40 nha. Phòng 40 bán cho những chị đầu like chia sẻ thôi nha. Phòng 40. Chị Ngô Trang hỏi áo đá nha. Áo đá như ký mặt vừa. Áo đá nếu mà size to cỡ khoảng thôi. Size to khoảng 56, 57 kg, 58 kg cũng vừa nữa chị. Tùy theo mẫu có size á. Em không có đủ size, em bị lẻ size. Chào bạn Lê Nguyệt nha. Ai chia sẻ bấm đã chia sẻ đi, cái này không to nè. Cái này có khoảng 70 kg bận cũng được nha chị. Cái này là áo len nha mấy chị. Áo len 70 kg cũng được nha. Ai lấy thì comment giùm em ơi. Mã 70 luôn đi. 60k, mã 70, 60k ha. Chào bé mẹ Salem nha. Chào mấy chế, chia sẻ đi, bán đầu like. Đầu like hàng rẻ rẻ cho mấy chị chia sẻ cho có tinh thần á. Áo thun hồng 40, cái này 70. Không em ơi, mấy cái áo này lẻ sai không à, bơ không có còn đủ màu đâu. Chào chị Trần Hiên. Áo đá 89k một cặp là 170 nha. 89k một cặp là 170. Rất là sáng. Rất là đẹp. Chào Yến Quang chị Cưng. Thun hồng 40k nha, thun hồng 40k nhanh tay đi. Lên 50 view cho bán áo đá luôn cho nó nhanh. Em ghét chậm chờ lắm, bán cho nó nhanh. Rồi hôm nay là cái đầm len nha, cái đầm len này hôm bữa ai cũng tranh nhau dữ lắm nè. Hôm bữa em bán 89k nè. Hôm nay cái hàng này bị gọi là bị bơm đi, bán sale 79k nha. Bơm này là cỡ khoảng 65-70kg, 65-68kg bằng cũng được nha. Lấy thì comment giùm em đầm len, nó là dạng đầm suông nha mấy chị. Tại em bận cái quần màu đen nên không có thấy bơm á. Cái này có khoảng 65-70kg bằng cũng được luôn á. Yến Nhi đấy em, áo hồng nha. Rồi ok em nghe Yến Nhi. Dạ 40. Chào chị Hoàng Huỳnh nha. Rồi ai lấy cái đầm len này thì comment giùm em mã đầm đi nha. 79k sale luôn nha mấy chị. Đầm len này 65kg bằng nguyên vô tư nha. Nó là không suông. Cái đầm này hôm bữa bán nè, bị cái chị Nghĩa My. Nghĩa My là giáo viên tiểu học mà cũng bơm hàng. Áo nào 75kg mặc được không hả Bảo Hân? Áo mới được. Đây nè, cái áo len này 75kg bận được nè chị ơi. Đây ha. Đây cái áo len này 75kg bận được nha. Áo len rất là đẹp luôn. Nãy em sale á. Sale cái áo này 60k đúng không? Không có đâu bán cái áo chắc len. Cái len Montagy này 60k đâu mấy chị.
Chào chị Nguyễn, chú Nguyễn nha. Chào mấy chế. Chị kia kêu bán đầm len. Nguyễn Phạm, Phạm Thanh Thảo hả? Đầm len hả? Đầm len hả? Chị Phạm Thanh Thảo lấy thì comment gửi giùm em nha. Đầm len 79 chai nha. Em bán vài cái thôi, em bán vài cái đầu giá rẻ cho mấy chị chia sẻ nha ha. Chị Phạm Thanh Thảo, Nguyễn Phạm Thanh Thảo lấy đầm len cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha chị Phạm Thanh Thảo. Nguyễn Phạm Thanh Thảo đây. Mấy cái áo này 75kg bằng vô tư nha. Sale cho mấy chị mấy cái áo này luôn. Đây 59k ha. 59k. Có chứ, áo em mặc em cũng bán luôn nha chị Trần Lâm. Tí nữa lên 50kg em bán luôn nha. Còn rất là nhiều mẫu. Áo đá hôm nay em chuyên bán áo đá nè. Không có ai bơm quần đó trơn chị Ngô Trang ơi. Đây áo này 75kg bằng vừa sale nha. 59k lấy thì comment giùm em mã 59 luôn. Chắc này là chắc len nha mấy chị. Len có bo nha, 75kg bằng vô tư. Mấy chị nào to to bạn len đi, bạn cho nó không có thấy. Mấy chị không thấy chị con đầm len thì em thấy không? Chị Phạm Thanh Thảo lấy đầm len đó hả? Rồi đầm len đen nè chị, 79k. Rồi giết hết rồi nè chị ơi, giùm em giết quỷ hết mực. Mấy cái mà 75kg á mấy chị lấy đi, tại vì nó hiếm lắm nha mấy chị. Nó lắm lại nó rẻ nữa nha. Nguyễn Phạm Thanh Thảo cho em thêm dòng địa chỉ với mua cái gì mà dưới 100.000 á, cố gắng mua giùm em hai cái nha. Rồi, cái này là cỡ khoảng, cái này mã rất là đẹp nha. Cái này 79.000, cái đầm 79.000. Rồi em thấy địa chỉ của chị Phạm Thanh Thảo nha. Nguyễn Phạm Thanh Thảo rồi. Ai lấy cáo nâu comment giùm em mã nâu sale cho mấy chị cáo này 59k luôn. Nâu 59k nha. Cái form này là cỡ khoảng 65kg trở xuống là đẹp nha. 65kg mã nâu này nè. 69k. Rồi cái mã trắng này nè. Mã trắng này là 65kg. Ôi cái này có khoảng 65kg đi. 65kg xe cho mấy chị 69k mã trắng này luôn nha. Tay rất là đẹp nè. Mặc dễ thương lắm. Chắc len nha mọi chị. Chắc len nha. 69k mã trắng luôn. Nãy nâu 69, trắng 69, chắc len. Có mấy cái phong to đó mấy chị lụm đi mấy chị ơi. Đây một cái phong to đó. Này, sale cho mấy chị cái áo này 69k luôn nha. Phong to, cái này là hàng đúng đẹp luôn. Áo len mà size XXL nha. XXL 68-65kg, trên dưới 65kg 70kg ha. Lấy cái mã này thì comment giùm em mã số 5 nha, mã số 5, mã 5 nha, mã 5 đẹp lắm mấy chế. Cao len này nè, tắt mắt rất là đẹp luôn. Mỹ Hoàng một cái trắng nè. Áo màu đen không em hả? Đợi em chút xíu em dơ lên đi chị Phạm Thanh Thảo, đợi em tìm nha. Mỹ Hoàng một cái trắng nè này chị. Mỹ Hoàng 69k. Mỹ Hoàng cho xin số điện thoại với địa chỉ đi. Mỹ Hoàng công ty mình có một hàng khác hay gì á, Mỹ Hoàng khác. Rồi ai lấy cái áo này là mã số 5 nha. Áo này đẹp, áo này đẹp cũng sale 69.000 luôn nha mấy chị. Chất len nha, mấy cái này em ủa có mấy cái thun này rẻ nữa nè. Ai lượm mấy cái thun này đi. Rồi. Thun 25k nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 25 luôn. 25, mã 25 luôn nè. 25k. Cái khung này là cỡ khoảng 60-62kg gì đó. Mà cũng đẹp. Ốm ốm thì bận thành phơm to. Cũng đẹp nha. Rồi thun 25k. Cái này mã đỏ nè. Khung này tin hơn nè. Ai lấy cái này comment giùm em đỏ 25k luôn đi. Này dành cho mấy bạn xin tin nha. Cũng to to nữa nè. Thành rồi. Em đi đâu à? Công ty chứ ơi. Rồi rồi công ty, chị quên em không? Rồi, ai lấy mã hoa 25k, comment giùm em hoa luôn nha. Mấy áo thun này dễ bận lắm mấy chị, bận ở nhà. Hôm nay bán áo đá dễ mua cho mấy chị. Thời tiết nó đang nóng dữ lắm. Mặc áo đá thì cho nó mát, tại vì thun của nó là mặc thì mát luôn. Có áo khoác len không? Trắng tay lỡ đúng rồi em ơi. Có khoác len không ạ? Nguyễn Trung Yến á, em hôm nay em không có khoác len chị. Đây, đây là một cái áo đen nha. Form này để coi form bao nhiêu ký. Cái này cỡ khoảng 58kg trở xuống, 55-56kg gì đó vẫn cũng đẹp nha. Thôi 56kg trở xuống đi nha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc đen nha. Sọc đen 69k nha mấy chị.
sọc đen. Bán 69k là bán lỗ rồi. Nó len. Len thì đẹp lắm. Mát rồi rồi. Bận, không ai mua để bận. Len này không phải len dày đâu nha, nó chạy len này hiện còn len mỏng nha, chứ không phải len dày nha. Ai lấy thì comment giùm em mã sọc đi. Nam thấy anh em nó coi nha. Cái đường rồi. Ừ. Trời ơi đây nè, lại mấy cái cục thằng bơm thì chán chết được. Còn đang xem cho xin mấy chấm đi mọi người ơi, comment mắc quẹt đi. Thấy comment đó hả? Rồi ai lấy cái áo hồng này, còn hoài luôn, mấy cái này bị bơm gì hoài luôn. Rồi ai lấy mã hồng này nhỏ nha, có khoảng 52kg trở xuống thôi ha. Mã hồng 59k, comment giùm em hồng 59 nha. Hồng 59, form này form nhỏ thôi, cỡ 54kg trở xuống thôi nha. Xin chấm chấm đi mọi người, gì đâu mà. Chào chị Betty Nguyễn. Ờ, đây là một cái thun đẹp nha, thun giấy nha, 70k. Ai lấy thì comment giùm em 70 luôn đi, mã 70 nha. Áo thun giấy dễ thương lắm, mặc mát cực kỳ luôn nha mấy chị. Mã 70 luôn nha. Mấy cái áo thun giấy này không có giá 70 đâu. Tại vì hàng đông luôn nè. Đồ chị gửi đi chưa? Dạ chiều nay nhân viên lại lấy đi hết rồi chị Betty Nguyễn ơi. Chị Betty Nguyễn ơi. Rồi mã 70 nha. Để coi nó là áo gì đây. Sale được, em sale luôn. Cái này là thắt nha. Cái này len nha mấy chế. Nhưng mà thắt dòng ở phía trước cổ thì không có thời gian đâu thắt nha. Cái này là cái len. Len này len mỏng thôi. Thắt giống như cái cốc cơ phía trước cổ như đó. Cái này sale cho mấy chị 39k luôn. Ai lấy thì comment giùm em mã 39 nha. Len 39. Rồi mèo sa len thun 70 nè. Của mèo sa len chị. Đúng tên giùm em 70k. Rồi ai lấy cái này mã 39 comment giùm em 39k luôn nha. Nó là len nha, nhưng mà cái này là thắt dạng giống như nó có cái nó thắt nè mấy chị, về thắt giùm nha. Về thắt giùm em nha. 39k. Xem váy đi bạn Hồ Hồng Ngọc hả? Hôm nay cũng có like váy Hồng Ngọc ơi. À bên em chuẩn bị về lô váy len nha mấy chế. Cỡ khoảng ngày mai ngày mốt thì có hàng váy len đẹp hơn hôm bữa luôn, xuất sắc hơn hôm bữa luôn. Váy len với chân váy, chân váy cao chi, chân váy Quảng Châu 100% luôn ha. Ai mà thích chuẩn bị mua mấy cái đó thì đó. Váy len đỏ 25k. Mèo sa len phun đỏ 25k. Ok. Đâu rồi ta? Nè chị, phun đỏ 25k. Đỏ này nha. Ôi mấy cái này là hàng xịn nè mấy chị ơi, hàng xịn luôn, sale luôn. Con bữa vẫn bán 100 mấy chục ngàn, 130 ngàn, bây giờ sale luôn nha. Ai thích, ai cũng đứng đứng tuổi thì hãy lấy mấy cái này nha. Đứng đứng tuổi lấy mấy cái này nha, sale cho mấy chị cái này 80k luôn. Comment giùm em mã 80 nha. Cái này đứng đứng tuổi nha mấy chị, mà form nhỏ nha. Form này có khoảng 54kg thôi. Ở phía sau của nó nè, lưới có đính đá nha. Ở phía trước của nó, cái này bằng len nha mấy chị. Đẹp lắm. À đợi chút xíu nha bạn Hồ Hồng Ngọc. Rồi lấy cái này mã 80 luôn nha. Mã 80 80k luôn. Em có màu đỏ nè. Màu xanh nè. Sang cực kỳ luôn, sang rất là sang. Cái này vô shop mà không trừ giá 200 nữa không mấy chị. Đợi chút xíu nha Hồ nè. Váy vàng đó là 119k nha, cái công sở 119. Có lên view nổi không? Lên view nổi. Em like dài cái áo rẻ rẻ rồi em like áo đá 89k nha, đồng giá 89k nha mấy chị. Rồi cái áo sọc này là form to nha. Áo sọc này là form to. Form này là cỡ khoảng 60 58kg đi, 58-60kg bằng đẹp nè. Rồi ai lấy mã này rồi mình giùm em mã sọc nha, 89k luôn. Sọc 69k form to nha. Lên chút với cái len. Rồi lên chút với cái len nè. 69k. Không có đâu bán cái len này để rời vậy đó mấy chị ơi. Ô cáo thể thao nha, đẹp lắm nè. Rồi ai lấy mã trắng này comment giùm em trắng đi. 79k luôn nha, trắng nha, trắng 79k. Cái form này là form rộng rãi thoải mái nha. Cái form này có khoảng 58kg đi, 58kg trở xuống mặt đẹp nè. Đây, 58kg trở xuống mặt đẹp nha. 79k, comment giùm em trắng 79 nha. Em có trắng với xanh, hình như còn màu nữa đó. Trắng 79, xanh 79 nè. Sọc đen 65kg ôm nha chị. Nếu mà 65kg mà chị cao thì bận được nha.
65kg cao bằng được, len nó có co giãn nữa. Mã trắng với mã xanh 79k nè. Len nó vải len là vải len có co giãn. Chị Niềm Lam mấy cái trắng gì đó. Dạ chị Niềm Lam mấy cái trắng 79 nha chị. Trắng nó đẹp ha. Nhìn sơ cái này 79.000 luôn nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em phọc xanh 79k luôn nha. Phọc xanh 79k luôn. Phơm này là phơm rộng rãi mấy chị ơi. Cổ khoảng 60-60kg ngoài bằng mặn cũng được, 60-62kg bằng cũng được nè. Lộn xanh hả? Dạ. Rồi xanh cho chị Niệm Lam. Chị Niệm Lam lấy xanh á. Rồi ok nha chị Niệm Lam 79k. Rồi ai lấy cái phọc xanh này 79k comment rõ giùm em là phọc xanh nha mấy chị. Phọc xanh 79k luôn. Len nha mấy chớ ơi, đẹp lắm. Nói về len là cực kỳ đẹp. Không mỏng lắm chị, cũng không dày lắm. Len đẹp, không mỏng lắm, không dày lắm đâu. Rồi nha. Ôi cực kỳ đẹp luôn. Rồi sáu mấy cái bận đẹp quá ha. Đẹp lắm nha mấy chị. Xe 79k luôn nha. 79k. Mấy cái len này trời ơi, không có giá 79.000 ở ngoài đâu, bảo đảm với mấy chị luôn á. Ai lấy thì comment rõ cho mail và sọc đi nha. Trắng đen đi, sọc trắng đen 79k luôn. Mấy cái áo này là nếu mà 62kg, 62-65kg là bận vô tư nha. Sọc 79k. Chị thấy có bự lắm mà mặn nó vừa. Rồi chị một cái sọc. Sọc gì chị? Sọc trắng đen hay là sọc sọc xanh chị? Sọc trắng đen hay sọc xanh? Rồi cái áo đen nhỏ nhỏ nè, sọc nào chị Niệm Lam ơi? Ôi trời ơi, nhỏ gì. Áo đen này là 65kg bận vô tư, 65kg trở xuống nha. Rồi lấy sale luôn cho mấy chị. Sale luôn áo này 59k. Comment giùm em đen 59 đi. Mỹ phẩm Thanh Thảo đấy, cái sọc mà chị Niệm Lam cái sọc, không chị Niệm Lam comment trước á mà không biết là cái sọc nào nè. Trắng đen rồi, sọc trắng đen chị Niệm Lam trước rồi chị Phạm Thanh Thảo chọn giùm em mẫu khác nha. Rồi ai lấy cái đen này xe cho mọi người 59k luôn nha. Đen này là 65kg bằng vô tư nha. Kim Như Nguyễn sọc trắng đen hết rồi chị ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em đen nha. Đen 59 đi, 59.000 luôn. Đen 59k luôn. 79 đúng rồi, nó 79. Rồi mã đen 59 nha. Đen cái đen đó là đen 59 đó là 65kg bằng vô tư nha. Rồi đen này là đen nhỏ, đen body nè. Nhỏ nhỏ nhưng cỡ khoảng đen này cỡ khoảng 55kg đi. Đẹp miễn chơi luôn hả? Mua Lê Hà mua cái gì quên rồi, tao không nhớ được. Nhưng mấy chim mấy mà thằng chim mấy hả? Không nhớ được. Đẹp lắm, cảm ơn em nhưng mua Lê Hà. Rồi ai lấy cái đen cổ tim này comment giùm em là đen tim nha. Đen tim cái này phơm nhỏ thôi, có khoảng 55kg trở xuống thôi. 49k luôn nha mấy chị, đen tim nè. Em bán 49k không phải gì. Ý lộn trời ơi, 59k. 59. Em bán mấy cái 59 không phải gì, nó lên giỡn mà nó rẻ đâu nha. Lên giỡn không phải đâu nha mấy chị. Bán đừng cho có khách nha. Có khách đợi tí nữa khách mua cho em áo đá đi kèm. Âm mưu. Ôi cái này nó bị lỗi ở cổ rồi, thôi tặng nha. Ai thích thì bấm mã tặng giùm em, tặng hoa đi em tặng. Nhớ chia sẻ giùm em nha. Nó bị lỗi ở cổ rồi, bị chạy chỉ rồi. Đều bị chạy chỉ rồi nha. Tặng là tặng không đồng nha. Đặt thi một cái tặng nè. Nên đen 59 cho Thùy Ngô nè. Thùy Ngô ơi, Thùy Ngô lấy cái 59 nào ta? 59 bự hay 59 body? 59 bự quá à. Thùy Ngô ơi, mua Lê Hà một cái tặng nè. Rồi chị, tặng là nhớ chia sẻ nha mấy chớ ơi. Nhớ chia sẻ nha, mua Lê Hà nhớ chia sẻ. Cuối lo em qua kiểm tra nha mua Lê Hà. Rồi bạn Thúy Ngô lấy cái len đen nào ta? Đen 59 là đen phơm to hay là đen cổ tim? Comment rõ nha Thúy Ngô ơi. Phơm to hay là cổ tim? Body hả? Rồi body ok, cổ tim á. Rồi chị ghi giùm em Thúy Ngô cho giùm số điện thoại với địa chỉ liền nha Thúy Ngô. À cái đen này phơm to nữa nè. Đen này phơm to ha.
Ai thích đen không to comment giùm em là 59 to đi. Đặng biết cái này mà lấy cho nó chắc. 59 to, 65kg bằng vô tư. Dễ len cực kỳ đẹp, nên mang tay ghi nha. Len mặt đẹp thanh thun rất là nhiều nha mấy chị. Hết mã tặng rồi. Dạ ok, cổ tim nha chị Thúy Ngô. Hết mã tặng rồi mấy chị, tí nữa em tặng like ra. Em còn đồ để tặng cho mấy chị nữa. Nó lỗi chút xíu mà không sao đâu. Đen này nhiều quá ta. Đen phom to nha, 65kg nha. Teo 59k, 65kg. Hôm nay lại bán áo đá. Hôm nay là đi bôn áo đá. Ô cái này là len đẹp. Ôi cái này là len đẹp nha mấy chị. Mấy chị ơi, cái form này 80kg bằng vô tư luôn nha ha. Ai ở nhà có người siêu to thì lụm ngay nha. 80kg bằng con ngực nó là cổ tim nha. 60kg luôn. Lấy thì comment giùm em là mã 80 luôn đi. Mã 80 xe cho mấy chị cái này 70k luôn nha. 70k mã 80. Xin địa chỉ. Nói cho em địa chỉ mấy chị ơi. Mấy ông thun hay ngọc bích trần. Hôm nay không có xét bộ nha chị Chương Yến ơi. Để tí chị quay lại cho Bích Trần ơi. Chương Yến, hôm nay em không có về. Hôm nay em không có lại xếp bộ, hôm nay em lấy áo đá. Xếp bộ để hôm bữa sau em like. Trời, cái áo này là 80kg, 70kg bằng vô tư nè. 70 đi ha. Rồi ai lấy thì comment giùm em trắng nha. Nó là xanh rêu nè, ngoài sau nó phối đen, rồi nó phối trắng. Nó sale cho mấy chị cái này 49k nha. Đầm 62kg có không chị? Đầm ren 62kg em không có nha Ngọc Huyền ơi. Mua ly hà hả? Một cái áo tặng không có ship nha. Ship đi đơn chung 100k mới ship nha mấy chế. Rồi ai lấy cái này sale vui khi giùm em là mã 49 luôn đi ha. Mã 49, 49k luôn nha. Rồi còn vài cái nữa em bắt đầu em like ra. Áo đá đi nha. Đây có cái áo khoác này nè. Có cái áo khoác len nè, sale cho mấy chị áo khoác này. Chị cho mấy người tầm đồ phối đen. Rồi phối đen. Rêu phối đen, áo rêu cho Phạm Thị Thanh Thảo là áo này là 49k. Chị ghi giùm em 49k, ok nha chị Nguyễn Phạm Thanh Thảo. Rồi em có cái này là cái khoác nhẹ nha mấy chị. Rồi ok chị Nguyễn Phạm Thanh Thảo ơi. Đây là cái khoác nha, sale cho mấy chị cái này 80k luôn nha. Không ở đâu bán cái khoác len 80k. Lúc này gỡ ra bằng vô tư nha mấy chị. Ủa bên đây nó giống như là cái tai le ra, nó có sơn vậy đó nha. Rồi ok nha, mua đi hà. Rồi ai lấy thì comment giùm em khoác tím nha. 80k khoác tím đi. 80 hàng. Cái khoác này rất là đẹp nha. Giải len của cái khoác này là chùm luôn, đẹp lắm. Cái khoác này giải len rất là đẹp. Ôi còn cái áo thun này đẹp quá nè. Còn ba cái nữa, theo ba cái này đi rồi chuyển sang bán áo đá luôn nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em mã. Ôi cái áo này là lên đấy qua nó dặn nó sao để cho nó quanh công ty ý ơi, còn quanh của em nó quanh nguyên á. Cái này là phong nhỏ nha mấy chị, cái này là cổ với nó cổ sơ mi nha. Có rất là đẹp luôn, màu ở ngoài là nó màu xanh á, ở ngoài là màu xanh nha. 80k nha mấy chị, lấy thì comment giùm em mã 80 nha. Đen em mới cầm Thúy Vân. Đen em mới cầm đó là có người dặn trước rồi chị ơi. Có người dặn trước rồi. Mấy cái đen hồi nãy đẹp đó chị Thúy Vân, nó cũng tương tự á. Đen rồi ai lấy cái xanh này comment giùm em mã 80 luôn. Xanh này đẹp á. Có cái áo thun Thái nha. Chị đem làm mấy cái xanh 80 kìa. Dạ. Rồi kêu giùm em đi chị. Rồi áo thun Thái nha. Áo này là thun to mặc cũng được, nhỏ bạn cũng được nha. Lấy thì comment giùm em thun đi nha. Thun đi. Trời ơi, sale cho mấy chị cái thun Thái này bao nhiêu trời. 85k. 85k thích thì comment. Tại chỗ nó sáng lấp lánh luôn nha. Thun to mà cũng được. 60kg, 65kg bận cũng được luôn nha. Mà ốm ốm bận cũng được luôn. Lấy thì comment giùm em là mã thun 85k. 89 ngày chị là sao Nhi Lê Phượng Hoàng ơi. Thun Thái Phạm Thanh Thảo nè chị. Comment giùm em Phạm Thanh Thảo nha. Thun Thái 89k. Ý lộn 85. Phạm Thanh Thảo Thun Thái 85. Ở đâu có một cái Thun Thái quá đẹp. Để con còn mấy cái đen đen. Rồi mấy chị muốn coi áo đá hay coi áo sơ mi ta.
có vài cái áo sơ mi rất rất là đẹp luôn. Nó có cái quần hai này theo luôn đấy, còn có một cái duy nhất thôi. 25k, ai lấy thì comment giùm em quần 25 nha. Quần 25, quần này 58kg trở xuống nha. Phạm Văn Mang hả? Dạ không, Phạm Văn Mang ơi, Phạm Thanh Thảo trước á, thông thái của Phạm ơi, Thanh Thảo trước á. Xanh 80, 52kg vừa không? Xanh vừa, chị Niệm Lam ơi, vừa 52kg vừa. Thông 85 đó em hết rồi, có một cái duy nhất à, còn một cái à. Rồi ai lấy cái quần 25k comment giùm em là quần 25 để bận nhà nha. Cái này là bị bơm gì nè. Lúc trước không có bán cái gì, không có vụ bán cái quần thông 25.000 đâu. Đáng ghét mà bán lỗ sạch can. Áo 89k hả chị? Hết rồi. Tùy giá mới chứ. Ở chết chè. Ngọc Bích Trần quần 25 kìa á. Ngọc Bích Trần mày có đơn. Ngọc Bích Trần là công ty á. Rồi quần 25 Ngọc Bích ok. Ngọc Bích Trần. Có cái áo đỏ này đẹp quá. Đồ rẻ quá mấy chứ. Anh Thảo ơi. Áo đỏ tay lo nha. Áo đỏ tay lo nha. 89k luôn nha. Áo đỏ tay loa rất là đẹp luôn. Cái đỏ này là form nhỏ thôi. Form này có khoảng 54kg trở xuống nha. 54kg trở xuống. Lấy thì comment giùm em đỏ nha. Đỏ le 54kg trở xuống nè. Đỏ le rất là đẹp luôn. Trời. Đỏ này đẹp sáng hồn vậy. Khoảng này là cái gì đây? Cũng chưa ý em trước mà là gì đó. Quần á hả? Quần 25 á hả? Quần 25 là Ngọc Bích Trần trước á bạn ơi. Ngọc Bích Trần á. Coi ở đây không có ấy đâu. Ô cái này là cái chân váy nha. Chân váy xe cho mấy chị luôn. 49k nha. Ai ấy thì comment nhanh giùm em chân váy 49 nha. Chân váy 49. Đây là váy len nha, mặc qua gối nha. Đỏ của bạn Hồ Rina nè. Hồ Rina cho xin số điện thoại đi Hồ ơi. Hồ Rina cho xin số điện thoại đi nha. 79. Không có giá đó. Rồi ai lấy cái chân váy comment giùm em là chân váy nha. 49k. Nó coi lại. Hồ Rina cho xin số điện thoại nha. Rồi chân váy 49k nè. Ở đây em bán công bằng lắm chứ. Đừng lo. Rồi sao rớt mạng rồi. Thấy thấy ai nữa rồi. Lại cuộc đời luôn. Trời ơi, tổng quần này nó sale luôn nè. Khổ quá nè. Em ơi. Dạ, xin có điện thoại cho anh. Rồi thấy nè. Rồi, quần nha. Quần này cái sợi dây ngoài trước là ngoài buộc thằng ngoài trước thành cái nơ giùm em nha. Em có thời gian buộc đó chị ơi. Quần này là quần lửng nha. Ống lộng lửng nha, thun nha. Sale cho mấy chị. Mặc vô là em cao mấy 6 đó. Mấy chị canh canh đi. Mặc vô cỡ khoảng tới đây nè. Tới đây của mình nè ha. Rồi ai lấy quần sọc comment giùm em mã quần sọc nha. Theo cho mấy chị cái quần này như 55k. Rồi lấy thì comment nhanh giùm em 55k đi. Quần mã quần sọc lửng nè. Comment giùm em lửng 55 nha. Lửng 55 thôi. Bán rẻ quá rồi. Bạn bình thường hả mèo. Bên chị không có thấy comment luôn á trời. Không thấy comment luôn. Rồi nha, quần 55k nha. Nhanh tay nha nó chết. Áo vàng nha, chất vàng này là len nha. Cái này có khoảng 58kg trở xuống bằng đẹp nha. Chị Từ Thảo một cái quần này. Rồi chị Từ Thảo một cái quần. Ai lấy quần comment giùm em quần nha. Quần 55k. Quần 55k chắc khung dễ mặc lắm mấy chị. Rồi ai lấy cái len vàng này comment giùm em len vàng nha. Áo vàng nha. Áo vàng sale cho mấy chị cái này nhiêu? 89k ha. 89. Vàng này đẹp quá à. Cái vàng này là len chứ không phải thun nha mấy chị. Len nha, ngoài phía trước nó có dây rút, nó đẹp. Chia sẻ bài giùm đi Minh Chí Trần ơi. Chị đổi quần mấy ký vừa. Chị ơi, cái quần mấy cái quần này có khoảng chắc có khoảng 58kg, 60kg á, 60kg cũng được tại nó có dây thun. Nó có dây thun rồi nó rút nữa.
nó có dây thun nó rút rồi. À đây còn cái quần này sale cho mấy chị, cái quần này 55k luôn nha. Size S nha, size S. Size S của nó là cỡ khoảng 44 kg nha. Quần ren 44 kg sale cho mấy chị 55k luôn nha. Tất cả ở trong đều có lót hết nha, quần lót ha. Quần ren chắc ren. Quần dạy, quần dạng như quần tây nè, rất là đẹp luôn. Mặc thoải mái lắm ha. Họ lấy comment giùm em là quần 55 đi. Quần ren 55, ren 55. Rồi em chuyển sang bán áo đá nha mọi người. Áo thun, ở trong áo thun cũng còn nhiều. Váy sơ lưng 119k nha Phương Julie ơi. Là thi một cái 55 nè. Váy sơ lưng là 119k nha. À còn cái áo thun thái nữa nha mấy chị, mà thun này thun form nhỏ nha. Nó là thun thái nhưng mà form nhỏ nha ha, thun thái 100% luôn. Dạ chào chị Hân Trần. Rồi ai lấy cái thun đỏ này comment giùm em là rõ là thun đỏ nha. Thun đỏ luôn, 85k nó là thun thái luôn nha mấy chị. Còn mẫu áo thun to giá 90k không đậu. Chắc hết rồi chị ơi, đã áo thun đúng không? Áo thun nó hết rồi. Xem áo thun nữa đi hả. Rồi ai lấy cái thun thái này comment giùm em là thun đỏ nha, thun đỏ 85k nha. Không có đâu mà sale cho mấy chị mấy cái thun thái 85k này. Mặc cực kỳ mát luôn. Váy 50kg hả? Váy 50kg, hôm nay em chưa có về váy chị, váy ngày mai về nha, váy len về rất là nhiều, váy len với chân váy kaki. Đón xem like của em nha. Ôi trời ơi. Rồi bắt đầu từ từ, áo thun nữa đúng không? Áo thun nữa thì em like mệt dài cái áo thun nữa. Đừng có tụt view cho em là được rồi đấy. Like áo thun bán cho nhanh đây. Áo thun là phải áo thun nào hết áo thun đó nha mấy chị. Để còn áo thun làm nó buồn lắm nha. Đỏ 80 chị Nghiêm Lam lấy dạ. Đỏ đẹp lắm á chị Nghiêm Lam ơi. 80k đây. Rồi nha, áo thun này áo thun phân nhỏ nè. 85 đỏ 85. Dạ đỏ 80. Thun này là thun phong nhỏ nha. Cổ này là cổ tim. Rồi, thun phong nhỏ cổ tim. Sale cho mấy chị cái này bao nhiêu đây? 60k nha. Lấy thì comment giùm em mã 60 luôn. Váy sau lưng 50kg vừa không? Vừa hết nha chị, mấy cái váy sau lưng 50kg vừa hết luôn. Vàng váy này 50kg vô hết luôn nha. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em 60, mã 60 luôn đi ha. Mã 60 cổ tim. Cái này là cỡ khoảng ôm nha mấy chị. Cái này cỡ khoảng 50kg trở xuống thôi. 50kg, 51kg trở xuống thôi nha. Nó là phong ôm, phong body nha. Thúy Ngô lấy phong 60. Rồi, Thúy Ngô một cái phong 60 nè. Đây thì bị bỏ. Rồi, ai lấy phong 60 comment phong 60 nha. Còn một cái nữa thôi nha. Vài bữa tìm lại không có thấy đâu nha mấy chị. Rồi, cái đen 35k nha, cái này là phong nhỏ, ai lấy thì comment giùm em đen 35k nha. Cái này cỡ khoảng 40kg trở xuống mặt đẹp nè. Comment giùm em mã 40 luôn, 35k. Rất khung cực kỳ đẹp luôn, do nó là còn sót lại size S thôi nên em mới sale nha. Em bán hết size L với size M, còn sót lại size S thôi ha. 35k, ai có cháu mua cho cháu đi. Cho em xem váy xanh. Ok, đợi chị chút xíu nha Phương Julie, chút xíu thôi. 119k đồng giá váy đó là váy công sở nha mấy chị. Ai chị thấy mấy váy công ty mà nó bận vừa hết trơn. Ồ, ngộ lắm, vậy mà nó bận vừa hết trơn quá. Đây ha, đây là cái váy xanh nè. Mấy chị thấy thun nó mềm mềm chứ bận nếu mà vừa ký là nó lên form cực kỳ luôn nha. Cái váy xanh này có khoảng 52kg bận cũng vừa luôn nè. Đó, xanh dương nè ha. Cái nơ này là tháo ra được nha Phương Julie ha. Còn đây là xanh chuối nè, cái nút này không có tháo được, tất cả dây kéo làm sao hết nha. 22kg bận vô tư nha mấy chị. Em ăn tani, em ăn tani mà em ngồi, nó nhăn hết trơn. Rồi coi áo gì rẻ sale cho mấy chị nữa nha. Trời ơi còn cái áo sọc, còn cái áo sọc cổ tim nè, ai lấy sọc cổ tim comment giùm em sọc nha. 60k, cái này là cái gì đây? Cài chỉ xu nha cưng. Thật ơi, sao có cái quần? Đây là một bộ đồ à. Đây là một cái set. Đây là một cái set mà sao cái quần nó nhỏ. Đem coi quần nó có co giãn không nha.
không có co giãn luôn. Cái quần có đính đá ở dưới chân nè, nhưng mà nó nhỏ quá mấy chị ơi. Cái quần này là cỡ khoảng 45kg thôi, 45kg bận vừa thôi nha. Rồi, ai lấy set này thì comment giùm em set xanh đi. Cho mấy chế nào ở nhà bận nè, nhỏ nhỏ con đi ha. Cái quần nhỏ mà cái áo thì lại to. Cái quần có 45kg thôi, mà cái áo này là cỡ khoảng 50kg, 52kg bận cũng vừa nữa. Váy xanh dương cho Phương Julie nè, 50kg ok, bận cũng vừa em. Rồi chị Phương Julie có số điện thoại với chị, cho địa chỉ luôn Phương Julie ơi. 119k nha. Sale rồi, hôm bữa bán 130 đó. Rồi lấy cái set này comment set đi, sale cho mấy chị cái set này 70k luôn nha. Ai lấy set xanh, set này comment đi lên 70k luôn. Về tách ra mặt nha mấy chị, về tách ra mặt cái quần cho ai cũng được, áo cho ai cũng được, có 70.000 là chia ra có 35.000 món. Đẹp cực kỳ. Ôi trời ơi, đây là cái đầm nha. Đây là một cái đầm suông thun nha. Đầm suông nha, sale cho mấy chị cái này 80k luôn nha. Đầm suông. Cái form này là có khoảng 54-55kg bận đẹp nè. 54-55kg. Comment giùm em mã đầm đi nha. 80k mã đầm. Sao mà nó không lấy như vậy? Đẹp lắm mấy chị ơi. Bận vô nó qua gói lên nó sang lắm nha. Không có rộng đâu, tại vì em ốm ha. Em ốm thôi. Đầm, comment mã đầm giùm em đi. 80k. Đầm màu này là ở ngoài nếu như màu màu cam vậy đó. Rồi một cái đầm đỏ này luôn nè, 80k luôn nè. Đầm đỏ này, đầm đỏ này có cái nhấn là cái eo nó có cái nơ nha. 80k luôn nha. Thun nha mấy chị, đừng có lo chặt rộng gì, nó có co giãn nha. Đầm 80 cho bà Hồ Rina nè chị. Rồi ai lấy cái đầm đỏ comment giùm em đầm đỏ. Đầm đỏ này là form nhỏ hơn. Đầm đỏ này cỡ khoảng 54kg thôi, 54kg bận cho nó đẹp. Đừng có sợ có bụng gì, nó có cái nơ này nè, nó che cái bụng lại nè. Nó có cái nơ này nó che cái bụng lại. Trời bận như cái thứ đít. Trời ơi, có ai bắt đồ vẽ này đồng hồ đi anh em. Dạ. Có ai bắt đồ vẽ này chui không? Bao nhiêu à? 80.000. 80 rồi, sale cáo khung này nhiêu đây? 60k nha, khung vàng. Ai lấy khung vàng 60 comment đầm đỏ cho chị Trần Lâm nè. Trần Lâm ơi, cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha. Chị Trần Lâm này hình như là Trần Lâm ơi, hình như là đợt trước là chị không có nghe điện thoại bên em, bên em xả đồ quá. Đợt này chị nghe điện thoại giúp cho em nha. Tại vì shop em là 80. Một cái cũng điện thoại luôn nha chị. Nè chị, cái này của chị Trần Lâm. Cái bên em cũng điện thoại luôn nha chị Trần Lâm. Số lại đi. Cho em lại số điện thoại đi, rồi ai lấy cái này comment giùm em khung 60 nha. Khung 60 vàng. Đầm đỏ hết rồi chị Hồ đi Na ơi. Đầm đỏ em hết rồi, đầm đỏ chị Trần Lâm lấy rồi. Mỗi thứ còn có một cái một à, hết đơn rồi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em vàng đi nha. Vàng. Vàng 60k. Cái khung này là khung này nó giả giống như lên tâm vậy. Cái này có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp nè. Rồi em thấy số điện thoại chị Trần Lâm. Trần Lâm vui lòng nghe điện thoại giúp em nha. Nhớ là có một cái bên em cũng gọi nữa. Ngày mai bên em chúc lên chương trình 61 trong vòng 2 ngày thôi. Trong vòng 2 ngày bên em sẽ gọi chốt hết nha. Chị Từ Thảo lấy cái vàng. Dạ, chị Từ Thảo lấy cái vàng 60k. Đây. Rồi tiếp tục cái 60k nữa nè. 60k phun đỏ nha. Phun đỏ nè, ai lấy thì comment giùm em phun đỏ đi. Cái này phun nhỏ thôi nha, cỡ khoảng 50kg thôi nha. Cái phun đỏ này 50kg thôi nha mấy chị, 50kg nha. Nếu mà 51-52kg thì bằng ôm nha. Lấy thì comment giùm em phun đỏ 60k luôn. Bán rẻ rồi. Cho đi hàng cho nó nhanh coi. Hôm nay bán 60.000 đâu, hôm nay bán đồ gì 60.000 mấy cái phun này đâu mấy chị. Có mình anh em. Đỏ nha, đỏ Chanel. Đỏ Chanel, cái tay nó phối gan rất là đẹp. Cái tay nó phối khung gan Chanel đây rất là đẹp. Giờ ai lấy cái áo len này sale cho mấy chị cái này len này luôn nha. 49k nha. 49k ngoài size buộc dây rất là bụi luôn. Ngoài size buộc dây nè. Phạm Thanh Thảo, áo to có không hả? Áo to tí nữa em lên đó chị. Em bóc ngay cái hàng sale cái đó đó. Tại hàng sale nó còn cắn một cái nè.
Rồi ai lấy cái len này, cái len này cỡ khoảng 55 kg 56 kg bạn đẹp nha. Lấy thì comment giùm em len đi nha. Len ngoài sau có xẻ nha, 49k. Xeo xeo lỗ luôn, xeo không có suy nghĩ luôn. Xeo bất chấp. Cho em xem đầm phòng động ngoài sau. À, 37kg bằng đẹp nha chị Ngô Trang. Chị Ngô Trang ơi, cái đỏ 37kg bằng cực kỳ đẹp. Rồi lên cho chị Hồ Liên Nga 49k nè. Chị Ngô Trang này là bao nhiêu đây? Chị Ngô Trang 60.000. Còn cái len này là 49k. Cái này của Hồ Liên Nga nè chị. Quần em mặc có bán nha chị. Quần em mặc là dạng quần lesbian nha. Em có size luôn á. Tại vì quần mới nên em ốm quá, em bận nó bị rộng. Xem cái đầm gì ta. Len trắng mèo sa lem hết rồi, mèo sa lem ơi, chị kia lấy rồi cưng ơi. À, đầm hồng ngoài cùng. Đầm hồng này đúng không? Cái đầm hồng này ta. Cái đầm hồng này là đầm hồng su nha, xong su nè. Đó, xong su nha. Rồi lấy dạ ok nha chị Ngô Trang. Chị Ngô Trang lấy cái đó. Lấy cái màu đỏ nha. Dạ. Đây là còn cái đầm hồng này là phom xòe nha. Cái kia là phom su, còn cái này là xòe có nhắn eo nè. Ngoài trước có hàng đúc, đúc đóng nha mấy chị. Phom này là phom công sở nha, phom này phom công sở, cái này có khoảng 52kg, 52-53kg bận vô tư nha mấy chị. Rồi, quần em mặc nhiêu nhiêu vậy hả? Dạ, quần của em là quần lesbian. Hôm bữa em bán 100, hôm bữa trước em bán 145.000. Bây giờ em theo cho mấy chị bao nhiêu? 101 nha. 101 em còn có mấy cái thôi, không có nhiều đâu. 101 là em. Quần này đừng có so với mấy cái quần kia nha. Một lát quần Asos em sale cho mấy chị. Quần Asos em sale đồng giá 99k luôn. Em có quần Asos, còn quần này là nó cao cấp hơn quần Asos nè. Em có size nha. Size 4X, 5X, 3X. Còn cái này là mấy X đây. Chỉ có một màu, màu là màu xanh đen, nhưng mà em mặc thôi, màu đen em hết rồi á. Rồi ai lấy quần thì comment giùm em nha. Em 47, em 46, 47kg em đang mặc trong người là size XL á, 1X nha. Căng theo em cũng được, tại vì nó còn co giãn dữ lắm nè. Rồi em còn cái 3X nè, 3X là cỡ khoảng 58kg ha. 10 tuổi hả? Em 10 tuổi hả? 10 tuổi già lắm không hả? 10 tuổi hả chị? Chắc 10 tuổi khung cổ tròn. Cái đó thuộc cổ tròn em nghĩ chắc không già. Có cái màu đỏ thì nó đỏ đậm thôi. Còn khung cổ tròn thì em nghĩ không có già. Ai lấy quần em mặc thì comment quần đi nha. Quần này là em có size cho tới 65kg luôn nha mấy chị. Em còn size 65kg nè, mà size 60kg nè. Với một size đến ghi nè. Cái này là 65kg, 60kg. Còn thằng này là cỡ khoảng 3XL là cỡ khoảng 58kg ha. Rồi em còn 3 size quần đó thôi nha. 5X 70kg bằng vừa. 70kg bằng vừa nhưng mà ôm lắm nha chị. Ôm nha. Đây em còn cái duy nhất là 5X thôi ha. Đẹp lắm. 70kg vừa nha. Còn mấy chị nào muốn mua quần Asos á, Asos thì em còn size nhỏ nè. Đây là quần Asos nha. Không có quần Asos nào mà đồng giá 99.000 đâu. Lấy thì lụm nha. À, áo đá hả? Áo đá 10 tuổi không già đâu chị ơi. Trời ơi, con áo này dễ thương mà. 10 tuổi không già đâu chị Ngô Trang ơi. 10 tuổi chị bận kê mấy cái đá chữ nhỏ nhỏ này nè. Đây mấy cái đá chữ một hàng chữ Adidas ngang nè. Chị đẹp luôn. Không già. Con áo này đẹp. Rồi ha. Dạ. Rồi ai lấy quần Asos thì comment giùm em quần Asos. Em có hai màu nha. Màu đen với màu xám. Nói số ký đem lấy màu cho. 52kg ha. Chị lấy quần Asos hả chị? Quần Asos 52kg. 52kg thì em còn à, chị Niệm Lam em 52kg lấy cái quần em đang mặc trong người nè. Quần em đang mặc trong người còn một cái luôn. Em bận nè, chưa có ấy nút gì trơn á chị ơi. Lấy thì ok nha. Lấy thì ok, chị Niệm Lam quần em đang mặc trong người XL là chị 52kg chị vừa đó. Rồi ai lấy quần Asos 99k thì cứ việc comment Asos nha. Chữ Asos đây nè. Quần hiệu nha. Quần đúng chuẩn nha mấy chị. Em có hai cái quần Asos hợp nữa, còn sót lại thôi ha. Ok. Rồi chị ghi giùm em là chị Niệm Lam mặc quần của em ha, 101. Hôm bữa bán 145 sale còn 101. Rồi quần Asos hợp luôn nha. Rất là đẹp mấy chị. Asos hợp 101 ha. Dạ 101. Quần Asos thì 99k thôi, đồng giá 99k thôi.
còn dạng quần leg jean nè, quần leg jean, mấy cái quần leg jean này sale cho mấy chị luôn nha, sale cho mấy chị cái mấy quần leg jean này là trời ơi trời, leg jean nhưng mà leg jean xịn luôn mới ghê. Rồi ha, rồi không ai mua quần á thì em chuyển sang bán áo tiếp nha ha. Không cho xem quần đâu đi. Ờ xem. Xem quần nào chị? Xem quần nào chị? Quần áo sót hả chị? Đây nè, còn mấy cái áo sơ mi này sale luôn nha. Sơ mi. Sơ mi này là form nhỏ nha. Form này là cỡ khoảng Ngọc bữa 52kg đúng không? Cỡ khoảng 50kg nha, sơ mi form nhỏ nha. Lấy thì comment giùm em là sơ mi đen đi. 50kg sale cho mấy chị cái này là 55k cái sơ mi này luôn nha. Sơ mi đen Chanel rất là đẹp đi, trời ơi. Ngoài bán sơ mi 55.000 hết trơn. Đây sơ mi 55.000 ha. Sơ mi này bận rất là rủ luôn. Có cái là size nhỏ thôi, size nó khoảng 50kg thôi. Rồi em có màu đen với màu trắng nha. Có màu đen với màu trắng ha, 50kg bận vừa nha. Đây nè, cái quần này là quần leggin nè. Đây leggin nè, leggin thôi. Đẹp lắm. 9966 nha, quần có mã nha, 9966 chứ không phải là quần leggin chợ đâu. Đây nè. Tay em sọt vô nè. Dày dặn cực kỳ luôn nha. Dày dặn á. Trời ơi, sale cho mấy chị cái quần này nhiêu trời. Hai túi của nó may cũng rất là đẹp nè. Hình mẫu mặt nè mấy chị. Đó, thấy chưa? Hình mẫu mặt nha. Còn leggin này còn có 3-4 cái à. Trời ơi, còn 2 cái luôn. Kiếm kỹ chưa luôn. Còn có 2 cái leggin này thôi ha. Xe cho mấy chị mấy cái này như ta 65k ha. Rồi ai lấy thì comment giùm em 65, mã 65 luôn đi. Mấy cái leggin này đừng lo nhiêu ký bận vừa, nó cực kỳ co giãn luôn. Mấy cái này hả, 60 mấy ký, 60kg, 65kg thì vô vừa hết nha chị. Lấy chị 52kg vô tư luôn nha chị Niệm Lam. Rồi lấy cái leggin. Dạ, chị ghi giùm em 60k luôn đi chị ạ. Rồi em còn cái nè, ai lấy thì lụm luôn đi. Trời ơi, 60.000 nha chị. Rồi chị Niệm Lam 2 cái luôn rồi hết. 2 cái luôn đó chị. Chị Niệm Lam lấy 2 cái. Sơ mi 55.000 hả em? Đây nè, sơ mi 55.000 nè, rẻ dữ lắm rồi, không có đâu bán rẻ hơn ở đây nữa đâu. Lấy một cặp luôn đi Nhi Lê Phượng Hoàng ơi. Ngọc Bích 65.000 là gì ta? Cái chai em có nói lộn giá không? Chị nãy nói quần leggin đi chị. Rồi đây là quần leggin bóng nha. Quần leggin này nó bóng hơn nghe. Đây, nó là mã này đây. Quần leggin mã 113 nha mấy chị. Đây ha, quần leggin mèo nha. Nó kêu bằng quần mèo. Cái quần này thì nó bóng hơn. Nó bóng hơn. Cái này thì nó không có giãn bằng. Cái này có khoảng 58kg trở xuống ha. 58kg trở xuống. Trời ơi, sale cho mấy chị cái quần này nhiêu 70k nha. Em không có giảm cái quần. Không có giảm được. Tại vì dưới giá lỗ nhiều quá. Rồi nha, 70k lấy thì comment giùm em mã 70 luôn nha. Mã 70. Cái quần này nó bóng nha. Để dành chị mấy chị bận giống như bận tóc. Mặt là giống như mang tóc vậy đó ha. Giờ 113 lấy nè. Chị, cái này 70k. 70k. Đẹp lắm luôn. 70k bận giống như quần tóc ở. Rồi ai lấy quần 113 thì comment giùm em nha. Em còn mấy cái quần 113 ha. Lên mã giùm em 113 đi. Còn mấy cái quần 113 nó là quần mèo đó. Rồi chị hai cái luôn nè. Cái chai gì là chị nói lộn hả Ngọc Bích Trần? Cái đó có chị Hiệm Lam đó chị. Chị Hiệm Lam hai cái quần đó luôn. Quần leggin 65 là quần nào Ngọc Bích ơi? Chớ rồi nó lộn giá hả? Em nãy em nói cái quần nó giá 65 hay 60 chứ chị. Nhắc lại giùm em cái giá đó để 60-65 thì em cũng lộ. Quần này 70 đúng không? Dạ quần đó là 70, quần mèo là 70. Còn quần đó là 60 hay 65 quên nè, nhắc giùm em cái giá không chứ. Váy trắng thôi. Không có váy trắng tương ơi, ngoài sao là váy hồng á. Vậy nha, còn mấy cái áo này nè, dơ nhanh cho mấy chị nè. Phương Du Ly đợi chị chút xíu nha, Phương Du Ly ơi. Chị lấy cái váy hồng đó cho em xem. Chị Niệm Lam là 4 cái quần đó chị. Để lát coi lại giá. Em nói cái quần lấy xin giá nguyên quần rồi. Giờ đây là một cái áo von nha. Đây.
Lúc nãy áo lúc nãy mấy tiền hả? Áo nào chị? Áo nào? Áo sơ mi 55k nha, 50kg thôi. Rồi, áo này sale cho mấy chị nhiêu? Trời ơi, áo 70k. Hôm qua bán mấy cái áo mà dạng von thế này là 70k đâu. Cái tay nó làm rất là đẹp luôn nha. Để em có áo này nhiêu ký trở xuống mặn vừa nha. Áo này có khoảng 54kg trở xuống mặn vừa. Nếu mà size của em, em xem hồng có viền đen. Rồi ok em, đây hồng có viền đen. Nó giống như cái áo cái xanh lá hồi nãy vậy đó em. Trời ơi, cái hồng này đẹp quá. Cái hồng này tại vì nó không có nhăn là do chị treo lâu, cái xanh lá chị mới lấy trong bọc nha ha. Chị đi lên 70 là cái áo này nè. Dạ. 70 em có màu nữa, để từ từ em dơ màu lên nha mấy chế. Rồi, đây là cái hồng nha cưng. Đẹp lắm. Đó, đi chị sạc cho em chứ. Vô pin cho ta. Rồi vô rồi ha. Rồi sơ mi chị thân lương cái sơ mi hả? Sơ mi đó 50kg trở xuống thôi nha chị. Sơ mi này đúng. Dạ đúng rồi. Đây em có màu hồng nha, chị Niệm Lam lấy màu hồng rồi nè. Vàng nha. Trắng nha. Trời ơi đẹp. 70.000 ghê ghê. Này chừa lên mặt, màu này em chừa lên mặt. Rồi chị Niệm Lam lấy màu hồng nè. Rồi nha, em còn 70.000 là em còn màu trắng nè, với màu vàng ha. Cái sơ mi 55, sơ mi này nhiêu, nãy nó nhiêu 55.000. Chị Lam đổi vàng. Rồi ok chị nè, 70.000. Rồi chị đưa em bọc này luôn để mốt em nhớ giá. Vậy chị 55k, 55kg luôn, 50kg trở xuống nha. 70k đúng không? Dạ đúng, 70k. 70k rẻ quá rồi mấy chị ơi. Qua lại cho anh giá chuyển khoản đỡ ship không chị hả? Mua 10 cái đúng rồi, mua 10 cái tặng 1 cái thôi. Dẹp luôn đi, 10 cái dẹp, 10 cái tặng cái dẹp, đóng cửa nghỉ bán. Bán lỗ thì chết, còn tặng nữa trời. Chuyển khoản đỡ phí không hay em? Rồi nếu mà em chuyển khoản á, em mua hóa đơn cho 500 đi thấy không? Tại vì bên chị hóa đơn cho 500 khách chuyển khoản nha. Chị sẽ bớt ship. Bớt cho em ship nha. Xong nha. Rồi ai cái quần em đang mặc thì comment giùm lấy trắng của Phương Julie nè. Phương Julie lấy màu trắng 70k. Còn màu đen 55 nữa nè. Đen 55 là cái này. Rồi đen 55 là cái này. Ok nha. Đi chị có hai chị bỏ đi công ty. Dạ. Rồi đen 55k ha. Dạ rồi em lên áo đá liền ha. Em còn một cái Chanel sơ mi trắng với một cái áo hồng nha, nhân tay nha mấy chị. Quần của em đang mặc, lấy thì comment rõ giúp em là quần của nó. Quần của bà Đậu đang mặc nha. Quần em đang mặc đây ha. Em còn size, em còn 65kg. Nói chung là vòng 65kg là vừa ha. Rồi lên áo đá nha mấy chị. Áo sơ mi lớn không có đâu em ơi ha. Quần đen 65kg. Còn quần đen hả? Chuyển khoản chị Mỹ Thu ơi, chuyển khoản chị Mỹ Thu ơi, chuyển khoản em giảm phí ship nha. Trắng Chanel, trắng Chanel cho Phương Julie nè. Rồi trắng Chanel 55k nè chị. Dạ, Phương Julie nha, ok nha. Này 55k. Sơ mi lớn em không có đâu, tại vì em còn lẻ size á nên em bán giá này á. Không không, quần em mặc còn á chị Niệm Lam ơi, đừng lo, quần em mặc còn cái khách ở đây nè. Đây quần em mặc 101 nha. Quần em mặc 101 nha mấy chị, đừng lo. Em còn size của 65kg á. Mai Trần hả, đầm bữa nay không có lên thì bữa nay em bán áo đá mấy chị, làm nãy giờ bị phân tâm em bán áo thun không. Em bán áo đá với áo khoác, cái áo khoác giống vậy, rất là nhiều màu, 119k. Rồi bây giờ em lên áo này nha. Lên áo đá nha. Trời ơi sao dính gì. Đầm để hôm nào xem nha Mai Trần. Đầm hôm sau em về đầm len rất là nhiều nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em. Cái áo này mấy con bé nhỏ nhỏ bạn đẹp nè. Rồi cái này có 2 cái, em còn 2 cái thôi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 1 nha. Một trắng Chanel không phải trắng kia. Ok Phương Julie ơi, của em là trắng sơ mi Chanel á. Ok ok. Đây là cái này nè Phương Julie ha.
Rồi ai lấy cái này comment cho em mã 1 nha. Cái này là form của em cỡ khoảng 54 kg đi, 54 kg trở xuống mặt đẹp nha. Đây đứng lên cho xem quần. Quần này còn size của 58-60 kg nha. Quần lesbi bạn tới đâu giãn tới đó ha, 101. Áo khoác 119.000 nghe ngọc hết trơn. Quần nút giả nha mấy chị. Có nút nha. Đây. Em có loại có nút, có loại không nút luôn. Em rộng, em ốm quá nên bận rộng nha. Rồi ai lấy áo, áo đá là 89k một cặp là 107 nha. Rồi mang vô em mã 1 đi. Rồi mã 1. Sáng lấp lánh, ngồi gần cho mấy chị. Em ngồi gần cho mấy chị xem nó sáng cỡ nào. Mấy cái tắt mắt là sao? Đó. Chữ rất là đơn giản nha. Mấy cái này con bé, mấy con bé bằng được trên 52 kg trở xuống nha. Lấy thì comment mã 1 52 111 mã 1. Phí thu hộ còn phí ship nữa chị Phương Julie ơi, còn phí ship nữa mấy chế ơi. Phí ship nữa mấy chị. Rồi nha, mã 1 nha, lấy thì comment cho em mã 1 89k. Ừ, còn nhiều cái khoản như chị chuyển khoản cũng cần tính tính đây rồi. Nếu mà chuyển khoản, bây giờ chuyển khoản em chị em gửi chậm cho em, gửi hàng chậm cho em khỏi tính phí, tại vì gửi hàng chậm nó rẻ. Còn không á, chị muốn mua ấy thì chị mua Shopee như mọi khách khác á. Khách khác mua Shopee có 2.000 tiền phí rồi mấy chị ơi. Áo khoác 119k nha Ngọc Bích Trần. Đây đây là mã số 2 nha. Đây nè, cái tay áo của nó cũng có chữ như thế này đây ha. Áo đá là thun gì hả em? Trời ơi, thun này không biết thun gì mà nó mịn quá. Nó là hàng 100% hàng công ty của Quảng Châu nha. Đây, tắc mát của nó không phải là hàng Việt Nam, 100% không phải là hàng Việt Nam. Nở mấy em mình nhìn cái bọc của nó thôi nè. Đó, đây là cái bọc của nó nha, không có phải hàng Việt Nam đâu, đừng lo. Rồi, cái này là mã số 2 nha, comment giùm em mã số 2 nha. Mã số 2 khoảng 52 kg trở xuống mặt đẹp nè, chị Tạ Bích Huyền một cái mã số 2 nè. Tạ Bích Huyền nước quen. Cho em lại số điện thoại luôn đi chế ơi, để nhân viên sau chốt đơn cho dễ, mỗi like là mỗi người chốt ha. Có Shopee nha Phương Julie. Mọi mấy chế ơi mua Shopee đi cho phí nó rẻ nha. Màu trắng có nha chị Ngô Trang. Màu trắng có. Rồi cái này. Rồi ai lấy mã số 2 comment giùm em mã số 2 nha. 89k ha. Màu trắng có, màu xám có, nó chỉ có 3 màu cơ bản thôi ha. Đúng rồi. Mấy chị nhìn cái bọc của nó nè, em thề với mấy chị đây là một cái bọc rút nha. Đó, chứ không phải là bọc thường đâu nha. 55 kg có size quần nha chị Hồng luôn. Chị Hồng luôn lấy quần thì comment giùm em quần 101 đi, ngày mai em đem size cho. Chào quanh thành công nha. Trời ơi. Đây ha, cái này là size to hơn nè. Cái này là cỡ khoảng 55 56 kg trở xuống mặt đẹp nha. Đây. Ngoài sau, ngoài trước nè. Mấy chị thấy đá nó lấp lánh không? Lấy cái này comment giùm em mã 3 nha ha. Mã 3 nha. Mã số 3, mã số 3. Trời ơi, cái màu xám này không chị có sợ quê đâu mấy chị. Nhìn cái hàng là biết xịn rồi. Ừ, nhìn cái hàng là biết xịn rồi luôn. Em bảo đảm với mấy chị luôn đây nè. Trời ơi, nó lấp lánh. Đây, bọc của nó, tắt mát của nó, cái bọc cũng có hiệu luôn nha, hiệu cùng với cái mạc luôn nha. Mặt mềm lắm, mềm xa lem á. Chị Tạ Bích Huyền mã số 3 nữa nè. Mã số 3 còn nha. Không có tay dài chị Thúy Vân ơi. Không có tay dài đâu chị. Mã 3 còn một cái nha, comment giùm em mã 3 nha. Còn một cái. Rồi màu trắng đây. Màu trắng cũng ít thôi. Tay ngắn thôi, thùng tay cỡ như em nha. Đây. Trời ơi, đây nè, ngoài sau lưng của nó nè. Cái này là thêu nha mấy chị. Ngoài sau lưng của nó cái này là thêu nha ha. Thêu lót ren nha. Rồi chị lấy quần có nút nha, chị comment giùm em chị ơi. Ghi giùm em chị Phong Lương lấy quần 101 đi, quần của Tâm đi, 55 kg. Rồi, mã này là mã trắng nha, ai lấy thì comment giùm em là trắng nha. Trắng. Khoan khoan. Trắng nha. Ngoài sau rất là đẹp. Ố trắng này có một cái một à. Cái trắng này là form 55 kg, 58 kg bằng cũng vừa. Phương Julie chừng nào mua hết á, em tạo đơn một lần luôn, em gom hết đơn một lần luôn rồi gửi link cho Phương Julie nha, rồi Phương Julie đặt hàng nha. Phương Julie đặt hàng chứ trên Shopee là nó nhiều đơn lắm.
nó có nhiều mã, nó không có vô combo đâu. Cứ việc mua hàng thì Shopee, khách của chị cũng mua Shopee nhiều lắm ha. Rồi mã trắng nha. Mấy chị đừng có thấy màu nó màu mè bận lên. Thật sự nó màu mè bận lên nó cũng rất là đẹp đâu ha. Đây. Sang với bụi cực kỳ ha. Ô quên, ai lấy cái áo em mặc thì comment áo em. Áo em đang mặc luôn nha, áo đang mặc luôn nha, 89k ha. Nhỏ hả? Không có nhỏ đâu chị. Em bận thử. Để bận thử ha. Rồi, ai lấy cái áo dù em đang mặc thì comment giùm em áo em đang mặc nha. Thay ra đi. Áo dù, tại nó có hình giống cây dù nè, rất là lấp lánh luôn á. Áo dù này có một cái thôi. Lần nào lai áo đá là cũng bị tuột view. Mấy chị cứ chơi áo nó mắc 89.000, nó có giá trị của nó chứ. Đây ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em chữ đỏ đi, chữ sao gì cũng được nha. Đây cái tay của nó ha, chữ đỏ nè. Cái áo này là form có khoảng 54-55kg trở xuống mận vừa nha, 55kg trở xuống mận vừa hết. Chữ đỏ. Đúng rồi, lai áo đá không à Quanh ơi. Hôm nay lai áo đá thôi. Chữ đỏ nha. Chữ đỏ lên chút một cái nè. Rồi tiếp tục nha. Rồi cái con này đẹp quá. Cái con này đính đá nó nằm bên hông nha. Đây đính đá, nó đính phía bên đây thôi. Hàng sale. Trời ơi, mini nhon. Mini nhon luôn. Mini nhon hôm bữa bị bơ mười mấy cái. Rồi cái này là có khoảng 55kg trở xuống nha. 60kg em có vài cái hả chị Hàng Trần ơi. 60kg có vài cái không to thôi. Nó nằm lộn xộn hết trơn. Rồi cái này là có khoảng 55-58kg gì đó, bận ôm nha. Mấy cái dạng này bận ôm đẹp, bận rộng cũng đẹp. Lấy thì comment giùm em là hoạt hình đi ha, hoạt hình, hoạt hình. Nó có mấy con mini nhon rất là đẹp nè. Xem cái bọc. Chia sẻ bài cho em đi, chia sẻ bài dùm cho em đi mọi người. Người chỉ cần chia sẻ một cái thôi. Đây. Ha. Áo đá sao mày đó chị Mỹ Thu kìa, chị Mỹ Thu không không bắt cả mấy chị. Nếu mà thích ôm mấy 60 em thì em sợ mấy chị về mấy chị chơi chọc thôi ha. Cùng bữa chị Mỹ Thu của áo đá rồi ha. Tiếp tục một cái trời trời, ngoài sau lưng nó đẹp nè mấy chị. Đây đây là ngoài sau lưng nè, đừng có lo nó nằm ở dưới vạt, nó không có thấy gì đâu. Mặt là sợi dây nịt nó ngang, sợi dây nịt đó nha. Trần Lâm lấy cái hoạt hình nè, đẹp lắm đó chị Mỹ Thu, không biết cái đó mấy chị thấy khách của em đó. Đây ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã cô gái đen đi nha. Cô gái đen, mấy cái L này nếu mà nãy chị Mỹ Thu nói 60kg bận được đó, thì 60kg mấy chị bận vô tư nha. Rồi đây ha, 60kg nữa nè. Tiếp tục một cái size L nữa nè. Đó, size L đây. Em thì em sợ chật chật thôi ha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Hình như dài bận mới bụi mới cắt tính đây nè. Cô gái mã con gái nha ha. Còn đây là mặt trời nè. Mặt trời đấy, cái size này là 60kg bận vô tư nè. 3X 3XL luôn nha. Rồi ai trên 60kg thì lụm cái này 3XL luôn. Comment giùm em mặt trời đi. Mã mặt trời nha. Cái tay của nó có chữ nè. Đó mấy chị nhìn cái tay chữ đá lấp lánh không? Lung linh lồng lộn. Cái kia phải có nhỏ con chị Ngô Trang mini nhon hả? Ờ đúng rồi. Bé con của chị Ngô Trang mặc cái mini nhon này đẹp nè chị Mi. Trời ơi sao cái Facebook nó bị cái gì ta. Rồi ai lấy mặt trời này cho 60kg thì comment giùm em mã mặt trời nha. Minh Chí chị sẽ like phụ Minh Chí. Mặt trời 60kg bằng vô tư. Đây mini nhon, cái này là con bé của chị bằng dễ thương nè chị Ngô Trang. Màu trắng luôn hả? Rồi mặt trời cho chị Trần Lâm nè. Không có bọc cái này, không có bọc gì để đi. Giờ màu trắng nha, ai lấy thì comment trắng hoạt hình nha. Trắng hoạt hình nha. Lấy đá bông tâm đăng cầm hả? Đá bông nào ta? Bông là bông biển nó mặt trời hả? Bông là mặt trời là hết rồi bà Quanh đây.
Hồi nãy có chị 60kg, chị nói size L bằng đẹp kìa, mấy chị đừng lo ha. Vừa rồi chị mua mấy cáo mặc luôn. Rồi cảm ơn chị Mỹ Thu. Chị Mỹ Thu comment. Chị Mỹ Thu là thích, chị Mỹ Thu cho cái tách trước liệt. Rồi ai lấy hoạt hình trắng comment cho em hoạt hình trắng nha. Đây là của Trần Lâm ha. Dạ Trần Lâm, hoạt hình trắng trời ơi, đẹp lắm. Đá nó nằm xéo một bên nè. Con mini nho nằm xéo một bên là đá nổi luôn nè. Chị có trang luôn đấy. Rồi, đẹp lắm. Cái áo nó về không không đẹp trả được em chị Mỹ Trang. Chuột Mickey nha, lấy thì comment giùm em chuột Mickey nha. Đá, đá trắng hết rồi chị đỉnh khác ơi. Rồi chuột Mickey nha. Comment giùm em chuột Mickey đi. Chuột. Đừng có lo. Cái này XL nha. XL là cỡ khoảng 60kg bằng vô tư nha. 60kg mặc vô tư ha. Đó rất là đẹp. Chuột, mã chuột nha. Đây là áo kính. Cái này hết mực. Áo chị đang cầm, áo em đang cầm là áo nào mấy chị ơi, tại vì nó lên like á nó sẽ bị chạy like, em cầm là cái áo khác mấy chị hỏi là em không có biết được. Hôm bữa em mua, hôm bữa cái like của chị Mỹ Thu mua em bị bơm mười mấy cái luôn chị Mỹ Thu. Bà nội bà đặt cho đã xong rồi bà khi quay clip gửi cho bà quay luôn xong rồi cũng bị bơm. Sao cái áo nó quen vậy? Chanel nha ha, lấy thì comment giùm em đen đi ha, đen đen Chanel nha, đen chữ cũng được nha. Ở ngoài sau lưng của nó đây, sau lưng của nó đây, đây là thêu nha, thêu đục đục ren nha mấy chế. Trời ơi trời, nó đẹp cực kỳ luôn, có 89 ngàn. Có áo gì? Có áo cây để chị cái, dạ để em kiếm cái áo cây. Áo cây là áo trong like được chiếc trên mặt đó. Rồi cái này là size vô tư nha mấy chị ơi, cỡ khoảng từ khoảng 50 cho tới 60kg là vô được mấy cái áo này hết nha. 50 tới 60kg nha. Áo mini nhon hết rồi Yến Nhi ơi. Áo mini nhon hết rồi, lát chị coi còn thì chị để cho nha. Giờ không có thấy nữa rồi. Để coi coi. Tí nữa đi, tí nay tới đi, chị coi còn thì chị để rồi, cho ha. Đã có một cái chị Trần Lâm. Rồi áo nữa. Chanel. Chanel đỏ Chanel nha. Dạ có chị. Cái của chị Ngô Trang có nha. Trời ơi mấy chị ơi đừng có nói mấy cáo này 25 tuổi bận được hết luôn á. Trinh Lê ơi, Trinh Lê đừng có lo. Rồi cái áo chữ này rất là đẹp. Trời ơi áo chữ này rất là đẹp mà mấy chị không có thấy. Không lẽ em dở ra em mặc luôn. Rồi ai lấy áo em mặc thì comment áo em mặc nha. Chào chị ơi. Trời ơi đẹp mỹ miều ha. Chữ xanh nha. Rồi lấy cái này thì comment giùm em là chữ xanh đi. Nó có chữ xanh đỏ comment gì chứ không có bị nhầm nha. Mã chữ xanh nha. Mã này là 60kg bằng vô tư luôn. 50-60, 50kg, 55kg thì vô hết trơn. Nó có một size đó, mặt nó co giãn cực kỳ luôn nha mấy chị. Đó. Cái tay của nó nè, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Cái áo trắng dưới cho chị xem là cái Mickey hả? Mickey á hả? Rồi để em lấy liền. Mickey là áo nào ta? Chị hồi nãy chị ấy nói cái gì ta? Áo trắng dưới là áo nào? Phải cái áo Mickey nữa không mấy chế? Hằng Trần lấy cái nào chị? Chị Hằng Trần ơi lấy cái nào? Đây cái áo Mickey nha. Đây áo Mickey. Mấy chị nào trong vòng trong cái khoảng 50-60kg thì lụm hết đi nha. Tại vì em còn đa phần là em còn size L không à. Chị Hằng Trần lấy cái nào ta? Màu trắng em để bọc đi, sợ nó vô. Thôi bé đỏ rõ giùm em mấy chế ơi. Đỏ gõ đây cây không có. Cái đen vừa rồi. Cái đen chữ đó. Đọc mã hả? Rồi ok nha. Cái đen chữ. Đen chữ. Cái này đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nha chị Hằng Trần. Rồi để em đọc mã nha mấy chế. Trời ơi, chị ơi, trắng đó chị Mỹ Thu đặt rồi. Nhưng mà em tìm được có con cái, hồi nãy cái chị khách quen của em là cũng đặt cái cây đó nữa. Con cái một em chưa biết để cho ai luôn. Con cái một đây, áo cô gái nha ha. Ai lấy thì comment giùm em ha. Mã 1 đi nha, mã 1 cô gái nha. Đây ở ngoài sau của nó nè. Cái này là thêu nha mấy chị. Trời ơi sau lưng thêu mà nó đẹp nè. Đây ha, mã 1 nha. Em có màu đen nè, màu xám nè,
Màu xám thấy vậy chứ mặt không có già đâu nha. Mặc vô mặc chứ quần à. Quần jean ngắn như vậy mặc áo khoác chung gì là bụi nó ơi luôn. Em nói chị Hằng Trần, Hằng Trần này quen không? Chị Hằng Trần quen không hả? Cho em xin lại số điện thoại luôn đi chị ơi. Chị Hằng Trần ơi. Rồi mã 1 nha, mã 1 hình cô gái. Từ từ em lên mã đi. Size này là cũng là size L luôn. Vợ mới tìm ra luôn á. Giặt máy có bị bong không hả? Theo như chị bán là chị chưa có bị ship up. Đó nó bị bong nha. Nhưng mà nghĩ là giặt máy sẽ bị bong. Thời gian thôi. Sao này là size XL nha mấy chị. Khỏi cần giặt tay đâu. Giặt máy để vô trong cái để trong cái túi giặt giùm ha. Rồi size XL 60kg. 60kg bằng cũng đẹp luôn nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em mã 2 nha. Mã 2 hình con cá mập. Màu trắng rất là đẹp luôn ha. Mã 2 sáng lấp lánh luôn. Mã 2. Mấy chị không cảm ơn cáo cái cây đó con nhỏ em của em cũng đặt. Rồi chị Mỹ Thu khách quen cũng đặt. Rồi chị Hằng Trần có số điện thoại nè. Rồi nha mã 2 nha. Mã 2 có hai cái là size XL á. Ai lấy thì comment giùm em mã 2 nha. Con cá mập. Mấy chị chốt cái cặp đi cho dễ đi hàng. Ờ chế cái cặp luôn đi hàng cho nó dễ ha. Chị Ngô Trang lấy số 2 là áo cá ha. Dạ áo cá chị. Đây chị Ngô Trang. Bỏ giùm em. Mèo Salem số 2 rồi hết nha. Mèo Salem một cái với chị Ngô Trang một cái. Đây là ủa cái áo á mà cái bọc của nó in cái hình á. Mèo canh mặt ha. Canh mặt là quần sọt nha chị. Chị bận dừa. Đây ở ngoài sau. Ngoài sau lưng hình hoa hồng nha. Ngoài sau lưng hình hoa hồng. Trang thêu nha. Trước là cô gái ha. Rồi ai lấy mã này thì comment giùm em là cô. Thôi mã 5 đi nha, mã 5 cho đừng lộn ha. Mã 5 trắng nè, em có trắng nè, xám nè và màu đen nha mấy chị ha. Mã số 5 nha. Màu nào em thì em thích màu đen hơn. Màu đen bận không có bao giờ quê đâu. Màu đen bận không bao giờ quê. Mấy chị thấy nó bụi bụi mấy chị sợ chứ bận vô rồi đẹp khung bệnh nó ơi cái cắn đi cái gì trọng vô ha. Nó rộng hơn em bận màu đen chứ rồi. Rồi mã số 5 Minh Ánh nè. Minh Ánh lấy mã số 5 màu gì Minh Ánh? Trắng hay đen hay là anh Tony là hết sảy luôn. Đây mã 5 ha. 5 là cái áo em đang bận. Rồi 5 trắng. Rồi Minh Ánh lấy cái 5 trắng chị ơi. Chia giùm em áo cô gái tâm mặt. Đẹp quá à. Cho em số điện thoại với địa chỉ đi Minh Ánh ơi. Mua một cặp đi. Một cặp có 170 à. Còn S trắng không? Còn màu trắng nhưng mà không biết có size S không nha chị. Em còn màu trắng. Đợi em tí em vô lên ha. Quần sọt lưng cao hả? Dạ không chị ơi. Quần sọt em ốm quá nên em mặc rộng á. Cỡ khoảng cái áo này cỡ khoảng 55kg bằng bao đẹp nha. Em bằng màu đen thử lên. Em thích màu đen. Mà sau lưng nó có cái hình thêu rất là đẹp nha mấy chị. Cái bản cho số điện thoại. Đúng rồi cho số điện thoại luôn đi chị ơi. Đây. Trời ơi chưa. Mã số 5 nha, ai lấy thì tiếp tục. Áo em đang mặc mã số 5 nha. Trời ơi. Rồi ha. Đây. Mã 1 nha mấy chị, mã 1 nha. Trời ơi cái này nó đẹp. Ngoài sau lưng của nó nè, theo chữ Sekani là cái hiệu thương hiệu của cái này luôn nha mấy chị. Thương hiệu Sekani luôn, Hồng Kông, Quảng Châu, Đài Loan gì đó, nói chung rất là đẹp luôn. Mã số 1 nha, mã số 1 có một cái duy nhất thôi. Lấy thì comment mã 1 nha. Đính đá. Sao kìa em ghét cái tà linh chút nha.
Tự nhiên giờ ghét cái tên Linh Trúc nha. Lấy số điện thoại bằng Minh Ánh nè. Minh Ánh mua một cặp nha Minh Ánh ơi. Tại vì đơn dưới 100 ngàn bên em muốn ship đi nha. Trời ơi, em ghét Linh Trúc quá. Linh Trúc tặc lẹ không có giao hàng nè. Nó bơm lắm hả? Rồi đây là mã ngựa nha. Để bận cái mã ngựa cho mấy chị xem. Đẹp tấm hồn luôn. Còn các cô gái này đẹp như chết luôn mà. Sao mấy chị không thích tập trung? Em thì em lại thích cái cô gái này. Em chưa? Cái gì? Còn tròn. Mấy chị biết không? Mỗi một bông là em chừa cái em bận hết trơn rồi đó. Em buôn bán chỗ này chứ tỉa luôn. Dạ. Không có gì xem chân váy. Chân váy nha, chân váy bữa sau nha Duy Nguyễn. Chân váy bữa sau nha chị. Em đang về lô chân váy nha. Lô chân váy Quảng Châu bao đẹp với mấy chị 100% luôn ha. Ok nha Minh Ánh. Đang về lô chân váy bao rẻ bao đẹp. Lấp lánh nha. Cái áo ngựa này đẹp để dành bạn. Đây sau lưng của nó đây. Nó thêu ren gì đó. Nói chung là nó thêu nhưng mà hình con ngựa rất là khéo ha. Áo ngựa. Em có ba màu trắng, đen với xám em đang mặc nè. Rồi áo ngựa nha, comment cho bên ngựa đi. Ngựa luôn. Trắng, đen, xám. Mã ngựa nhanh tay mấy chị ơi, mã ngựa. Ngựa, 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 nhanh tay. Bấm 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 bấm. Trời ơi. Chữ kinh dồ. Lạc Thi một cái ngựa nè. Trời ơi sao tự nhiên mờ căm vậy? Chị có đụng không? Không 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 có đụng. Sai tiếp tục sai nhỏ nha. Không có nhỏ đâu. Trời ơi 55kg vô tư ha. Giờ Ngọc Huỳnh một cái con ngựa luôn. Lạc Thi ngựa ngựa rổ. Cô thấy Lạc Thi rồi nha. Đây đụ cái tay của nó dính đá nè. Rất là đẹp. Chữ nha, áo chữ nha. Comment giùm em mã chữ nha. Em bận hết trơn rồi chị Thon ơi. Đây, mã chữ nha. Trời ơi nó đẹp nè. Tay của nó hai bên đều có đính đá hết nha. Chữ 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 55kg bận vô tư. Comment giùm em chữ đi, mã chữ đi. Chữ đen, Kenzo, chữ đen. Của Kenzo của Quanh nè. Trời ơi, Quanh đó. Xuyên ghê không? Là phải quánh như chữ Kenzo luôn. Kenzo, rồi Kenzo. Kenzo còn một cái nha. Ai là fan của con báo Kenzo thì hốt ngay. Này là thiếu mỗi hình con báo thôi. Màn hình mờ lắm hả mấy chị? Trời ơi cái áo này. Áo khác rồi còn. Để tí nữa em lai áo khác chung một bộ. Chữ Kenzo. Dạ đúng rồi chị ơi. Nó toàn màu đen không luôn á. Em về cả mấy trăm cái luôn. Mà vẫn là màu đen. Tại vì đen nó lên đá làm như nó nổi hay sao á. Nó lên màu đen không. Rồi nha tiếp tục nữa nè. Chữ gì tà le học men. Con comment đại giùm em mã chữ đi nha. Mã chữ nha. Chữ đây bên tay. Tay nào? Tay bên đây không có đính thôi. Tay bên đây có đính nha. Phơm này là phơm gọn thôi. 54-55kg bận đẹp nè. Về toàn là màu đen không luôn á. Mấy chị không thích đen hả? Nhiều người lại thích đen lắm luôn á. Nhiều người lại thích đen. Đụng chạm quá. Phải mập quá mới thích đen. Đúng rồi. Đây hình con ngựa. Con ngựa cầu vòng nha. Mã cầu vòng nha. Con ngựa cái này là phơm to nha mấy chị. Cái này 60kg bằng vô tư nha. 60kg. Lấy thì comment giùm em mã mấy đây. Mã 6 nha. Mã 6 nha. Mã 6 60kg luôn ha. 60kg. Thảo Ngô em ở Hồ Chí Minh nha chị Thảo Ngô. Xét hôm nay không có lên, xin Hồng Cherry ơi. Hôm nay không có lên xét, hôm nay là toàn áo thun với áo đá thôi ha. Lâu lâu chùi dành chị dành riêng một like một đồ chuyên nghiệp. Like lộn xộn muốn điên luôn. Tại vì áo đá này hôm bữa bán gần hết rồi. Xong rồi mấy chị biết không? Bơm á, mấy bà nội tôi đặt cho sang mòm đặt một người mười mấy cái. Một người 14 cái, một người 9 cái. Xong rồi bà cha nó liên lạc được ai. Thứ gì đâu. Ất nhờn. Uống nước không?
Trời ơi, đây là con hươu cao cổ nha ha. Con hươu cao cổ trắng bao đẹp luôn. Ngoài sau lưng của nó đây, thêu nha, cái này là thêu hoàn toàn luôn đó chị. Hàng giải thun mấy chị nhận mà xấu trả lại cho em. Cái con hươu cao cổ này, mấy cái phơm này 55kg, 58kg bằng vô tư. Lấy thì phơm em giùm em là hươu đi. Con hươu. Em có trắng nè, có đen nè. Rồi trắng đen thôi nha ha. Bầu vòng, có lấy cái cầu vòng. Rồi Linh Trúc, bà Linh Trúc lấy một cái cầu vòng nè. Ok nè. Rồi ha, con hươu. Lấy thì comment giùm em mã con hươu nha. Mấy chị ơi, hôm em nên nói nhiệt tình quá. Nói nhiệt tình quá còn mấy bị mấy bà nội cứ bơm hàng. Linh Trúc một cái cầu vòng nè. Dạ, nó bị mờ vậy không biết là sao luôn. Con mèo này còn cái nè. Dạ đúng rồi, mấy cái máy đó đó chị không, chị phải lại nó đã luôn á, đặt một lần mười mấy cái. Đây ha, mèo nha, Kitty, con mèo. Ai thích mèo, mấy bé nhỏ nhỏ thích mèo lắm nha, lụm ngay nha. Size XL thôi, size này nhỏ bằng không được đó mấy chị ơi. Size này có khoảng 6, trong vòng 60kg nha, 60kg trở lại nha. Đẹp lắm. Em thích cái này phải nhỏ nhỏ, chị Ngo Trang với con chị được ha. Tại vì màu đen chị Ngo Trang thích màu đen. Chắc mấy con bé không thích màu đen. Dạ đúng rồi, hôm bữa tranh giành cho đã rồi bơm. Mèo kìa. Mèo của ai chị? Chị Hồng Phong. Đừng nói mèo như ký nữa nha. Có giọt luôn. Chị Hậu lấy mèo hả? Không có. Chị Hậu lấy mèo, lấy mèo thì ok với em đi chị Hậu. Này cái áo này là giống áo của Canh đang mặc nha ha. Giống áo Canh đang mặc, ở phía sau lưng của nó là hình cái chai dầu thơm mấy chị. Ren rất là đẹp ha. 89k tranh thủ mua đi ha. Ủa sao giờ không thấy comment ai vậy? Ừ sao giờ không thấy comment của ai luôn á, để ý luôn, lâu lâu mới thấy cái bấm bấm. Cho em mấy chấm đi mấy chị ơi, cho em vài chấm đi. Lấy áo này thì comment giùm em mã. Mã 5 đi nha, mã 5 nha. Trời ơi, đá nó chiếu nè, ngoài trước là hình chiếc giày nha. Chiếu quá đây nè mấy chị ơi. Chiếu lấp lánh lấp lánh luôn. Dày. Mấy cái này size 55kg á, trong trên dưới 55kg á. Kêu vậy nhiều khách lại giận á chị Hoan ơi, nhiều khách lại giận. Nhiều khách người ta mua thiệt tình á, cái người ta lại giận. Mình kêu vậy cái người ta giận. Rồi nha, áo này là áo canh mặc nha. Ai lấy áo canh mặc thì comment giùm em là áo mã 5 nha. Trời ơi, mấy má ơi, ở đây còn một đám áo chuột nè. Áo chuột này là do hôm bữa cái đó chắc nó bị bơm nên mẹ nó sắp hết trơn. Vậy là nãy có một cái rồi không? Mà không, nghĩ chị như chị Ngo Trang không có. Tại vì Ngo Trang thích màu trắng. Rồi ha, áo chuột còn một lố do cái kia bị bơm nên để ở trên thôi ha. Size này là trên dưới 58kg thì bận đẹp lắm nha. Trần Lâm, shop ở Củ Chi, Hồ Chí Minh. Đúng rồi, like nói chuyện chết luôn. Rồi ai lấy chuột comment giùm em chuột nha. Có cái ở ngoài sau có thêu, ngoài sau không có thêu nha mấy chị. Chứ không phải cái nào ngoài sau lưng cũng có thêu đâu. Cái áo chuột này sau lưng không có thêu nha, nhưng mà đá nó rất là đẹp đây nè. Ôi lấp lánh lắm. Mấy chỗ khác em thấy bán giá cao mà mấy chị vẫn mua, tại mấy chị chưa có biết coi chỗ nào giá làm sao á. Mã chuột thì comment giùm em chuột nha. Có lấy chuột không? Ai lấy chuột comment giùm em chuột nha. Rồi đồng hồ nha. Trời ơi, lại thêm một cái mã đồng hồ. Cái này ngoài sau lưng thêu nè, thêu lưới nè. Trời ơi, đẹp quá luôn. Đồng hồ nha. Đồng hồ em có màu xám với màu trắng thôi. Cái phơm này là phơm này là cỡ khoảng 60kg nha mấy chị. Xám với trắng nha, 60kg nha. Tám mươi ký. Nhiều khách ta mua thiệt tình á, cái người ta bấm mua cái bấm không lại, mấy bà bơm mấy bà bấm nhanh lắm. Đợt nào mấy bà bơm mấy bà bấm cũng nhanh hết trơn. Trong mấy bà bơm lượt có mười mấy cái. Rồi đồng hồ nha, em có, trời màu trắng này, dơ màu trắng cho chị xem nè. Đây, trời ơi, trời cái thun nó đẹp á. Xuất sắc, nhưng mà 60kg nha, trên dưới 60kg nha. Đẹp quá.
Màu trắng này rất đẹp. Tại vì màu trắng với màu đen á. Ok, chị lấy trắng nè. Rồi, trắng đồng hồ chị. Rồi nè, tới cái tháp nè. Đây, cái tháp nha. Hai chị em lại. Trời ơi, lấy rồi chị ơi. Mã đồng hồ lấy rồi. À đừng nói. Chị ok rồi, thấy không? Dạ thấy rồi chị Thị Hậu ơi. Tâm. Áo này cho Nam, trời ơi. Mèo xa lem này, trời gặp địa. Xa lem là cho Nam là nổi lắm luôn đó. Đồng bụng với mèo xa lem luôn. Em Nam bận là quyến rũ. Rồi ai lấy cái tháp comment cho em mã tháp nha. Tháp trắng nha. Em có màu trắng với màu xám thôi. Màu xám cũng đẹp. Riêng cái tháp này là cực kỳ đẹp ha. Chị thôi em nói gì ta, hai chị em phải nói em với chị á. Rồi tháp nha. Tháp trắng với tháp xám. Một cái sự thích bằng áo cặp không bỡ chứ nó lên tiền cái. Bày sắc cầu vòng. Mẹ xa lem ác độc thiệt nha. Rồi bà Khánh Nguyễn, bà Khánh Nguyễn bận cái màu đen đi. Bà Khánh Nguyễn mua cho bà Hậu Nguyễn đi bà ơi. Chị ok rồi thấy không? Dạ thấy nha chị Hậu. Bà Khánh Nguyễn mua cho bà Hảo Nguyễn đi. Rồi nha, hồi nãy là cái tháp trắng, bây giờ là cái tháp vàng vàng cái gì xám. Nói với chị cái này đi. Là form lớn. Cái này form to nè, 60kg bằng đẹp nha mấy chị. Đúng rồi, mọi cái em lợi cái ha. Rồi tháp xám nha. Cái tháp này nó đẹp tại vì nó đơn giản y cục vậy đó em bán mà em. Đợt nào mà em gặp mấy bà bơm hàng á thì mấy chị cứ tranh nhau mua, tranh không lại mấy bà. Còn cái đợt này á không có thấy ai tranh nè, lại tôi luôn. Tháp nha, mã tháp nha. Linh Trúc đâu rồi? Linh Trúc xuất hiện rồi. Linh Trúc xuất hiện rồi. Rồi nghe he. Cô gái nha. Trời ơi đây nè, cô gái nha. Em nói với mấy chị thời với mấy chị luôn. Tháp xám. Tháp xám, tháp một cái bà Linh Trúc kìa. Tháp xám chị... của chị Hồ nè, của chị Hồ Lina nè. Đẹp lắm chị Hồ ơi. Nhức nắp. Rồi đen cô gái nha ha. Lấy thì comment giùm em đen cô gái đi nha. Đen cô gái mấy cái form này 50. Nhưng mà em ới chứ. Em bán đồ giá rẻ mà em bị bơm, em bị ới. Vài bữa em đóng cửa. Em mà đóng cửa là không ai bán đồ rẻ rẻ nữa. Tại vì em lấy xong rồi em để đó. Xong rồi chừng nào mà đồ nó hot hot hiếm hiếm thì em lấy ra em sale. Ê trời ơi cái này giống thịt lấy ra nữa. Bị điên rồi. Giờ nha ha, mã cô gái bận bụi lắm. Ai chuẩn bị đi ta đi bốn á. Bận cái này với quần sọt vô ha. Quần sọt thiệt là ngắn vô ha. Bận vô cho nó khớp hàng luôn. Rồi chấm chấm đi mới chết. Sao tự nhiên không thấy ai sao vậy trời. Nó thôi con mắt riêng thì nó chết luôn rồi. Trời ơi gấu nha. Comment giùm em mã gấu nha. Con gấu mà đẹp bằng. Trời ơi chị không trang kìa. Quý gấu đẹp. Có màu trắng với màu đen. Có một cái trắng một à. Có một cái trắng một cho nhanh tay nha mấy chị. Size nhỏ luôn nha, size M. Size này có khoảng 50kg. 50kg, 52kg nha. Trời ơi dễ bận. Chị rất là dễ bận. Chị Hồ hả? Chị Hồ Rina hả? 55kg, 1m52. Là bằng chị á Ngọc. Là bằng rất là dễ. Bằng chị luôn phải không? Bằng số ký chị luôn. Ừ. Nói chung là hơn ký. Hơn ký chị chút xíu à. Trời ơi mấy cái này chị bằng vừa là chị bằng vừa đó. Hơn cái ba. Dễ lắm nha chị Hồ. Rồi nghe bằng mèo Salem một cái gấu nè. À rộng thoải mái. Vậy là chị Hồ lấy cái L hoặc ít L. Cái đó của bé mèo Salem á. Hơn cái ba ký vậy. Đây cái gấu đen nha. Màu đen đó nó nổi hơn đó mấy chị thấy chưa. Trời ơi lưng lên lấp lấy làm lộn luôn. Chị Ngô Trang gấu nè. Hết rồi chị Ngô Trang ơi. À gấu đen hả? Rồi rồi mèo Salem gấu đen và chị Ngô Trang gấu trắng đi. Mèo Salem lấy gấu đen đi chị. Chị Hồ gì chị có lấy không? Không, chị Hồ không có. Chị Hồ không có, chị Hồ cái này là chị Ngô Trang màu trắng. Chị Ngô Trang màu trắng, mèo Salem màu đen.
Rồi nha, em còn mão đen thôi nha ha. Gấu, ai lấy gấu đen, comment đỏ giùm em gấu đen đi nha. Ô, mã đen nha. Ờ đúng rồi, mã đen sai to. Mã đen thì sai to, có khoảng 55kg nha. Đúng rồi, nay em lay, nay chị lay áo đá thôi Trinh ơi. Nay em chỉ lay áo đá thôi nha. Cái màu đen đó là của mèo sa lem đó chị. À dạ dạ, để em xả ra cho chị Ngô Trang. Chị đưa em cái mã trắng đi chị. Mã trắng này đúng rồi. Chị Ngô Trang xả ra. Mèo sa lem nãy giờ mua mấy cái rồi hả? Chết cha, không nhớ. Rồi xong, viết hết mực. Viết hết mực không hả chị? Rồi nha, em còn cái mã gấu trắng nè. Cái chế thích thì lấy giùm em gấu trắng, comment giùm em gấu trắng nha. Gấu trắng, gấu đen chị còn hết ha. Mèo sa lem chị coi giùm em, của mèo sa lem mấy cái áo trắng này chị. Mua cỡ chục cái cũng được, mèo sa lem hỏi chi cưng. Hai cái hả? Mới có hai cái trắng à mèo ơi. Hai cái trắng một cái đỏ. Bây giờ là một cái đen nữa. Và tiếp tục một cái đen. Dạ ok chị Ngô Trang. Rồi cái này là size to. Trời ơi, ngoài sau lưng nha. Ngoài sau lưng nha mấy chị. Thấy Trinh Lê ơi. Trời ơi, có gì đâu chị Ngô Trang. Đây ngoài sau lưng nha. Đúng rồi, hôm nay like áo đá thôi nha Trinh Lê. Đây size to nha, 60kg nha ha, 55-60kg nha. Lấy thì comment giùm em mã số 6 nha mấy chị. Mã số 6 nha, size này là size to nha. Size này là size to đây, 55-60kg mã 6 luôn. Ngoài sau lưng nó đẹp lắm. Nó làm cái này là cái gì mà nó mịn phải không? Mã số 6 này đẹp không? Tính nhạc luôn ha. Chào mọi người mới vô nha. Áo đồng giá cứ việc hốt thôi. Số ký thì từ dao động từ 55 cho tới 60 hoặc 65kg tùy size. Em dơ cái này em đọc size cái đó với chị. Chia sẻ đi Minh Trí ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Chưa có gửi mèo ơi. À mèo ơi, đúng rồi, gửi rồi nha mèo. Gửi rồi nha cưng. Bận đồ được rồi. Bận đồ được rồi. Đúng rồi em, bận đồ được rồi. Mình khỏi ăn, mình sẽ xuống ký nữa. Đây, mà sau lưng của nó theo nha, theo lưới nha, cái này sau lưng nó theo ở trên nha, ở trên cổ nha mấy chị ha. Rồi ngoài trước là Chanel nè, CK này ha, thương hiệu của cái áo luôn. Rồi lấy thì comment giùm em là chữ đen nha, chữ đen. Form này là 55kg, 60kg nha, 55 cho tới 60kg chữ đen nha. Có đẹp, xuất sắc cái chữ đen này luôn. Em ốm quá nên em không có thử được, em chỉ có muốn mấy ký hàng, không có thử được mấy cái này lên form. Mấy chỗ khác chắc thử lên form á, anh khách thích nhiều. Rồi cái chữ này em có màu xám đó nha, màu đen mấy chị không thích lấy màu xám nha. Đây màu xám nha, sau lưng của nó nè đó. Đây ha. Rồi quá đẹp, xám nha, chữ xám, chữ xám. Chữ xám nha mấy chế. Có màu chữ đó có xám với có đen không? À có trắng nữa nè. Có màu trắng nữa nha, chữ đó có trắng nữa nha ha. Ủa màu trắng này đẹp hơn hôn tất cả. Còn có cỡ khoảng 5-6 mẫu nữa thôi. Là em offline nha, tranh thủ mua đi. Rồi cái này size cực kỳ to luôn, size này cho mấy chị vô. Lấy em mã gì 60kg đen luôn. Ngọc Bích Trần lấy mã gì 60kg đen ta? À lấy mã nào 60kg màu đen nè. Rồi nè, đây là con chó nha. Lấy thì comment mã chó thôi nha. Áo này 60kg bằng đẹp nè. Rồi Ngọc Bích Trần lấy cái này luôn đi cưng ơi. Chị liền cho Ngọc Bích Trần cái luôn nè. 60kg đẹp lắm nha, 60kg mã chó nha Ngọc Bích, đẹp lắm. Lấy thì comment giùm em. Cái này ngoài chỉ có ngoài trước thêu không ngoài sao. Chị coi cái đó phải size 3X không chị? Size 3X rồi đúng nha. 3X. Rồi 3X là 60kg vẫn vô tư. Rồi em còn một cái áo chó này 60kg nha.
trong môi em vẫn chờ. Thì thôi sao không là... Cô gái này ngoài sau có theo nha. Đây đây ngoài sau có theo nha. Áo đá này em bán quanh năm suốt tháng nè. Nó về tới lui hoài à. Tại trong Nam nên em bán áo đá rất là bán hoài luôn. Bán từ đây tới Tết luôn mấy chị ha. Xả cái màu xanh nha. Chế tạ Bích Huyền. Tạ Bích Huyền lấy cái xanh nào ta? Chị xả cái màu xanh nha giúp em đi chị. Tạ Bích Huyền. Rồi nha. Cái xanh này có cái đen có chữ xanh đó chị. Đây nè chị ơi. Cái đen có chữ xanh nè. Nhưng mà cái này 60kg bằng ôm nha. 60kg bằng ôm nha Ngọc Bích Trần. Nè chị đổi lại đi chị. 60kg này nó sẽ bận ôm hơn cái con gấu nha Ngọc Bích. Lấy cái này thì comment áo chữ. Cái đen này. Ủa Tạ Bích Huyền không có cái xanh. Cái xám hả Tạ Bích Huyền? Đây cái xám của Tạ Bích Huyền đây nha ha. Rồi em xả cái này ra nha Tạ Bích Huyền. Ai lấy thì comment giùm em là chữ xám nha. Chữ xám. Áo này 55kg bằng đẹp nha. Chữ xám 55 cho tới 60. 60 thì bận ôm thôi. Ngọc Bích Trần cái đó chắc ôm á, kệ đi em thử cái việc thử đi. Chụp chặt chị gửi lại. Gửi lại cho chị. Hả? Chắc nó có bé rồi, nó mập á. Rồi ha, mã cô gái đen nè. Lấy thì comment giùm em cô gái đen nha. Cô gái đen. 65 cho tới ý lộn trời 55 tới 60kg. Nó 65kg giật mình luôn chứ. Cô gái nha. Ôm không có ôm lắm đâu em ơi. Mấy chị kia 65kg hả Quanh? 65kg chắc có con gấu á Quanh ơi. Cái con hình con chó á. Hình con chó đó 65kg chắc bằng được á. Hình chó đâu ta? Nè hình con chó nè. Hình con chó này là 60-65kg nha mấy chị. 60-65kg hình con chó này nha. Mèo Salem áo cô gái vừa nha. Cô gái cho Minh Ánh một cái nè. Rồi cô gái em còn một cái nha. Nhanh tay mèo Salem. Áo này cô gái vừa mà. Rồi nha, áo này chắc chị nghĩ 65kg bằng dừa đó Quanh ơi. Nữa chị với Quanh nữa. Quanh nó bằng tuổi. Em lập lớn. Cho mẹ hả? Ai da, cho mẹ thì chắc không nó hơi nhiều trẻ. Không có, mấy cái này hơi xì tim quá nên cho mẹ chắc cũng được. Rồi mẹ sao em lấy nè, mẹ sao em lấy rồi hết mã cô gái nha. Ngọc Bích có lấy cái áo con chó này không Xuân? Áo con chó này thì nó vừa tại nó có 3XL lắm. Hồi nãy giờ cũng có mấy cái 3XL á. Cái là của mèo ha. Dạ. Dạ thay lên cô gái hả? Coi like của mình nữa. Chị Phượng giờ này là mấy giờ? Đây 8 giờ sáng chim nha ha. Chim. Ủa anh Thảo hôm bữa có cái đơn mới xả ra sao á? À, anh Thảo bên chị còn giữ đơn của em không Thảo? Qua mất tiêu rồi. Đây ha. Ngoài sau lưng con chim nha. Rồi ai lấy thì comment cho em mã chim. Em có 3 màu trắng, đen và xám. Size này cái form L này là cỡ khoảng 55-58kg bằng đẹp nha. Trần Lâm xả áo 6 giờ rồi hả chị? Mới 6 giờ sáng à. Chị cái của chị Trần Lâm xả ra lấy cái áo chó cho chị. Chị Trần Lâm á, xả áo đỏ. Áo đỏ là đầm đỏ. Áo đầm đỏ. Chị. Rồi nha, em xả cái đầm đỏ của chị Trần Lâm nha. Gấu hết rồi Ngọc Bích ơi, em thật gấu còn không chị? Cái này gấu hả? Không, cái đó là tặng. Gấu hết rồi Ngọc Bích ơi. Rồi chị nói em thơm mê là hết rồi. Em xả cái đầm này ra nha. Cái đầm 80k nè ha. Cái đầm này thì ai có bụng có bận đừng có lo. Tại vì nó sẽ che được cái bụng của mình nha. Đầm đỏ nha. Nó sẽ có cái miếng này nơi nè. Nó sẽ che cái bụng của mấy chế lại nha. Cái đầm này là có giãn cực kỳ ha. 80k. Nó là cái khung. Lấy thì comment giùm em khung đỏ 80 ha. Không nhớ đó Phạm Linh Thảo ơi. Chị Phượng nói cái áo đen em cầm. Áo đen em cầm lắm nè. Đã hết rồi. Đầu gì là để cho chị Trần Lâm rồi đó. Chị Trần Lâm là cái áo đen rồi hả? Ừ. Áo đen nói rồi chị Phượng ơi. Đây là hình con chim. Để em dơ con chim đen cho mấy chị. Nãy giờ áo em like nhiều mẫu đen lắm á chứ Phượng. Chị Phượng còn có giờ còn có một mẫu hai mẫu nữa là hết nguyên cái chồng này. Nãy giờ mấy chục mẫu hết nha.
Đây. Màu đen nha. Ngoài sau lưng có nó thêu cái con chim ra. Ai thích bụi bụi á, mấy chị nào mà thích bụi bụi tầm 30 tuổi ngoài á, bận mấy cái này. Em đây có hai mấy tuổi mà em cũng thích bận mấy cái này, bận trên cái quần sọt nha. Cực kỳ gấp tính. Rồi ha, chim nha. Có chim đen. Chim đen, chim trắng, có chim trắng. Tự qua nó, tự bật cơ. Cho chị đi. Chị lấy cái màu gì chứ? Cái con màu đen đó. Màu đen hả? Chị phụ lấy đen hả? Lấy cái màu đen cho chị đi. Chê rồi gửi không ai. Không có rồi, không Minh Thảo cưng ơi. Có cái hình cá mập á. Chê. Gửi cho ai cho chế. Gửi cho chị ấy á. Cho chị Phi á. Rồi nha. Chị niêm ra làm mấy cái gì. Cái đầm đỏ 80k mấy ký. Cái đầm đó muốn đẹp. Muốn đẹp là cỡ khoảng 55k nha. Con đại bàng Hùng Dũng. 55k bằng được nha Di ơi. Dạ em để cho chị xem trắng nè. Cá mập hết rồi, Phạm Thanh Thảo vô trễ. Hồi nãy cá mập lượm được 2 cái, có khách lấy hết trơn rồi. Cái mèo Salem với ai á, lấy cái áo trắng. Em lấy cái trắng cho chị Phượng xem cái gì á. Dạ chị, trắng nha ha. Con đại bàn. Đây là màu trắng nha mấy chị. Đó. Đó là con ó đó. Trắng đẹp lắm nha chị Phượng. Sớm giờ chị Phượng lên trải quá, có mấy cái lấy cái mẫu trước đẹp chứ. Ừ. Lấy cái còn cái này là gì, cô gái không? Ừ. Cô gái bằng bụi quá. Giờ cái cô gái chị Phượng. Đầm đỏ Di Lơi hả? Di Lơi ơi, em mua có một đơn rồi hả em? Mua thêm cái gì nữa chị mới chốt được, tại vì một cái lần tí cuối like cũng xả ra. Di Lơi cho số điện thoại. Cho chị số điện thoại liền. Chưa có đơn thì cho chị số điện thoại liền nha. Rồi nha. Em có con ớt xám. Rồi con trắng ó nè, chị Niệm Lam nè. Chị Niệm Lam, khách chí từ Ngọc ghi giùm em. Hay là của Di Lơi hả? Di Lơi, Di Lơi cho số điện thoại luôn nha ha. Còn lại màu trắng, màu đen với màu xám, ba màu nha mấy chị. Cái mannequin mặt mấy ký vừa. Trời ơi, cái mannequin mặt là dao động từ 55 cho tới 60. Cái này là của Niệm Lam, chị Niệm Lam hay? Dạ đúng rồi, chị Niệm Lam là con, chị Niệm Lam kêu bằng con ó. Chắc là mình sửa lại. Rồi nha, chữ này, cái này là phom nhỏ nha mấy chị. Chữ đỏ nó là phom nhỏ nha, có khoảng 55kg, 56kg gì đó bằng đẹp nha. Ê, mấy cái này chị Phượng nói đẹp. Áo canh mặt đẹp lắm. Rồi ha, chốt cho em bộ đầm đỏ Di Lơi. Rồi thấy số điện thoại của Di Lơi nè, ai lấy chữ đỏ comment giùm em chữ đỏ nha. Cái tay của nó là Adidas nha. Ủi Adidas. Rồi nha, ai có nhu cầu xem lại áo gì á thì comment giùm em là cái áo đó đi em lấy cho xem nha ha. Còn không thì em ụt ở đây. Cái gì mới giờ này bà ợp? Cái giờ rồi, có 8 giữ rồi. Đây nè, cái áo canh mặt nè Thảo ơi. Nhớ chị Phụ. Đây áo canh mặt đây nha. Hình cái gì đây, chiếc giày. Hình chiếc giày nha ha. Sau lưng của nó là hình cái chai dầu thơm. Sau lưng là theo. Đây nè, cái áo này là form dao động 55kg, 55 tới 58kg cho chắc nha. Lấy thì comment giùm em là áo canh, cái áo này là con canh mặt luôn á. Mấy chị thấy nó màu mè chứ lên mấy con canh bận là vô tư nha. Vua chị Phượng. Tôi chị Phượng có nặng nhiêu ký? Em thấy hình chị Phượng là có cái gì chết. Nay chị Phượng ốm rồi. Ốm không? Rồi ăn bánh ăn được cái sao chị nó thấy chứ. Cái bụng mơ ốm. Ừ, cái bụng ốm. Ê, lấy cái chữ này nè, chơi cho chị Phượng coi. Ê, lấy cái cô gái này nè. Cái chị Phượng thích cái cô gái này. Rồi nha, ai có nhu cầu xem lại áo gì đó thì comment giùm em là áo đó nha ha. Rio đen có size 2XL không đậu. Chị Ngô Trang hỏi Rio là có gì ta? Rio lần này Ken vô hả chị? Ken vô. Ken vô. Ken vô em không có 2XL chứ ơi. Áo nào ta? Áo Ken vô là áo nào? Cái áo chữ Ken sâu giống một bạn quanh nãy lấy. Hết rồi. Áo chữ Ken vô nó còn cái mà đâu rồi ta? Ý chị Trang nói là cái chữ Ken vô đúng không?
canh dồ nó hết sâu kỳ đó, nãy mình thấy còn cái à đây nè. Quần đang mặc có khóa không? Có nha Ngọc Bích Trần ơi, có khóa có nha. Chiếc giày có đen không? Dạ không chị, chiếc giày em còn có một màu duy nhất thôi, là cái màu con canh đang mặc luôn. Đây ha, kem dồ có một màu thôi, nó là size L. L này là cỡ khoảng 58kg. Hồi nãy chị Mỹ Thu nói, chị khách của em mua rồi, chị nói là 60kg bằng đẹp. Em cũng không biết L này 60kg bằng được không, nhưng mà em nghĩ là cỡ khoảng 58kg nha. 58kg trở xuống kem dồ, lấy thì comment giùm em mã chữ kem dồ, con báo kem dồ. Trời, cái này chị đá ra rồi 59kg luôn rồi hả? Cho em cái kem dồ nếu mà lấy là bằng ôm nha Thảo. Nhưng mà cái này là bằng ôm nha cưng, 58kg bằng ôm á Thảo ơi. Cái này là của ai? Chị Niệm Lam thì bận thì ok, nhưng mà Thảo ôm á thôi, lấy kem dồ cho chị Niệm Lam đi nha. Em thấy chị Niệm Lam comment rồi nè, cho Hằng xem lại cái áo đen chữ đen đỏ. Dạ ok chị Hằng, để em lấy cho chị. Cái này là của chị Niệm Lam à? Dạ chị Niệm Lam. Hay là Phẩm Thanh Thảo? Niệm Lam đi, Thanh Thảo bằng chặt hết chị ơi. Thanh Thảo 58kg. Để chị Niệm Lam 52kg áo, 52kg bằng cô. Ok. Chị sau lưng có viết nó không? Rồi nha. Ngọc Vừa không hả? 57kg chị sợ ôm nha. Dạ không vừa, không vừa đổi qua Shopee nha, đổi Shopee ok. Rồi cô gái nha, cô gái ha. Chị hỏi cái nào chị chưa? Áo đen nào Di Lê ơi, nhiều áo đen quá. Rồi áo cô gái nè, cô gái comment giùm em mã cô gái đi. Cô gái này là size này là có khoảng 55kg bận đẹp nha ha. Chị Phượng nói nếu mà Ngọc Vừa là chị Vừa. Chị Ngọc 52kg. Tại vì chị Phượng cao hơn trời. Ừ, đúng rồi chị Phượng cao hơn chị. Trời ơi bà Ngọc có bận Vừa mấy cáo này hết trơn rồi chị Phượng. Quần Asos 99.000 Ngọc Bích ơi, quần Asos đồng giá 99.000 nha, quần Asos 99k ha. Ok. Hồi nãy bạn nào nói áo chữ đen đỏ đâu rồi ta? Để em dơ lại cái áo chữ đó đi ha. Màu đen cô gái em có lấy cho chị chưa? Rồi Trang Huỳnh cô gái đen nè. Trang Huỳnh ơi cho xin số điện thoại đi Trang Huỳnh. Trang Huỳnh này mới rồi chị. Khỏi lục cái này, khoan cái lục kia ghi. Trang Huỳnh cho xin số điện thoại nha ha. 89k rồi. Đúng rồi chị Phượng, chị bị cái đùi. Đây nè cái áo chữ đỏ nãy có bạn nào yêu cầu nè. Áo này là size này là cỡ khoảng, nếu mà 57kg thì bằng ôm nha, 57kg trở xuống luôn đi, 57kg bằng ôm. Tại ở đây có một chị cũng cỡ chạc chạc cỡ ký đó. Mấy chị đó bận nói bằng được nha. Ủa sao chị không thấy áo đồng giá 89k nha Di Lê. Áo đá đồng giá 89k nha chị Trang Huỳnh đó chị. Chị không thấy comment. Trang Huỳnh là cô gái đen á. Cô cho em xin lại số điện thoại chị Trang Huỳnh ơi. Chắc nó bị trâu hay sao chị không thấy trên máy. Rồi em thấy số điện thoại của chị Trang Huỳnh nha. Rồi ai lấy áo chữ này comment giùm em là chữ đỏ nè. Áo của em đang mặc là áo ngựa nha. Em có ba màu trắng đen đỏ luôn. Livestream mấy mẫu ban đầu hả? Dạ ok chị Ngô Trang. Em like tới 9 giờ đi ha. Rồi Phạm Thanh Thảo lấy áo chữ đỏ nè. Chằng chằng là nói gì ta? Cái này cho Phạm Thanh Thảo nè. Quần Asos không có khóa nha. Phạm Thanh Thảo nãy giờ mới có hình đen. Quần Asos không có khóa nha, em chỉ có size tới 7XL luôn nha. Ngọc Bích Trần em đừng có lo, 60kg đừng có lo nha ha. Rồi ai lấy áo dù này comment giùm em dù nha. Đá rồi mà đá dù nè. Cái này là phơm. Phơm này 55kg trở xuống. Thôi 52-53kg đi nha. Xem ngựa đen ok, đợi em chút xíu. Rồi áo dù nha. Áo dù có một cái dù thôi, một cái dù duy nhất thôi nha, nhưng mà size nhỏ cỡ khoảng 52kg thôi. Em Thanh Thảo này em còn số không? Thanh Thảo cho xin là số thỏ chết cha, ngựa đen hết rồi, còn có ngựa xám với ngựa trắng thôi mấy chế ơi. À ngựa đen còn nè. Hàng chị Hàng Trần nói gì ta? Không chữ đỏ đen không hả? Chữ đỏ đen là sao ta? Hay là ấy cái comment của chị giờ mới tái phạm Thanh Thảo à? Của em có hơn chị không? Đây ngựa đen nha, đá chiếu lấp lánh lung linh lồng lộn nha.
size này muốn đẹp á. Hôm bữa chị bận size này là size M đúng không Ngọc? Ừ, M phải không? Mà chị bận vừa chứ không có ôm mấy phải không? Như rồi nha, cỡ khoảng rộng đó đó. Cỡ khoảng 55-60kg nha. Được. Trời ơi mấy chị hỏi giải gì hả? Nó là thun nha chị, nó là thun Hồng Kông nha. Thun Hồng Kông, tắc mát của thun Hồng Kông nha. Em chào chị Mai Trinh. Chị này thun đừng lo chung Trinh Lê ơi. Tại vì hàng này hàng đính đá này em bán qua 5-6 tháng nha mấy chị ha. 52kg ok nha Trinh Lê. Sao đẹp. Đừng có lo. Chị Trinh Lê cho xin số điện thoại đi lại đi Trinh Lê ơi. Để chị chút hơn cho bên đây cho nhanh nha. Eo 76. Eo 76 là có 76 là bằng chị á. 76 bằng chị luôn hả? Trời ơi bằng vừa hết à bà Thảo ơi. Eo ta bất quyền cho em cái gì vậy? Eo 76 bằng vừa hết à mấy chị ơi. Cái này là Trinh Lê ha. Dạ đúng rồi, Trinh Lê là ngựa đen á nha. Eo 76 là bằng cái bà chị trong đây luôn. Tưởng gì xa lạ. Trời ơi eo 76 là bằng vừa rồi. Trinh Lê của Trinh Lê. Trinh Lê cho lại số điện thoại đi nha Trinh Lê. Chào Yến Quanh nha. Ngựa trắng hả chị? Chết xe còn không? Ngựa nè. À ngựa trắng đúng rồi, ngựa trắng còn cái chị. Size M. M bà Ngọc mặc vừa nha. Quần A-shop chị ghi chú giùm em ha. Dạ áo đẹp chị Mai Trinh ơi. Chào Yến Quanh nha. Chị ghi chú giùm em Ngọc Bích lấy cái quần A-shop 1m52kg. Ok nha Ngọc Bích chồng. Chị ghi giùm em quần A-shop nha. Đây áo chữ nha, ai lấy comment giùm em là áo sau nha. Nó có chữ nhiều chữ quá, comment áo sau đi. 89k nha mấy chị ha. Chị mặc bộ áo khoác sau canh chị. Rồi ok. Ôi trời, thử từng cái áo hả? Ngực 95 bằng Ngọc ơi. Trời ơi. Một đứa muốn to thì không được. Cái này là của chị Phèo nè. Tôi cần hồi tôi ghi lại. Chị Hằng Trần ơi em dơ lại trên đây cho chị xem với chị. Tại vì chụp rất là lâu quá chị. Chị dơ bọc của Hằng Trần cho em đi. Rồi đây áo chữ sao nha. Áo chữ sao nha. Chị cho em cái bịch của Hằng Trần. Chụp messenger rất là lâu nha mấy chị. Em dơ lên đây xem được thì ok lấy liền cho em nha ha. Mấy bạn nào có một cái á, vui lòng lựa thêm nữa nha ha. Trên đây là chưa có địa chỉ. Ngựa không có L chứ ơi. Ngựa em không có L mà em còn mấy cái mẫu L khác. Để em kiếm hình cho. Em còn mẫu L khác thôi. Chị gì em chị Hằng Trần thôi. Dạ dạ để em nha chị Trinh Linh. Chị Hằng Trần nha chị. Size M tiếp tục nha. Size M này là cỡ khoảng 55kg bằng 55-56kg nè. Có chị nói, có cái chị mua cái áo này rồi, bả 60kg bả bọng cũng vừa luôn. Em cũng biết phôm người sao nữa. Áo sao cho Nguyễn Thảo nè. Đây, Hằng Trần đây. Nguyễn Thảo khách mới cho xin số điện thoại đi Nguyễn Thảo ơi. Rồi chị ơi, Nguyễn Thảo. 89k đồng giá ha. Rồi. Áo chữ Chanel nha. Đừng có thấy nó màu mè vậy mà bận lên. Bận lên người nó mới đẹp nha mấy chị. Áo này hôm bữa Ngọc bận rồi đúng không? Ừ. Ngọc áo chữ Chanel này là Ngọc bận. Thấy rộng á. Thấy rộng luôn hả chị? Ừ. 55-58kg nên nó tùy phom người. Em chả biết đây đạt của chị Hằng Trần nè. Chị nha.
Mấy cái mã lúc đầu em like mà chế mới vô mà chưa có coi được á. Khi nào có nữa hả Phạm Tham Thảo? Áo đá này á, gần gần Tết, gần gần nữa mới về nữa nha. Trinh Lê chưa có số điện thoại hả? Trinh Lê với Nguyễn Thảo cho số điện thoại liền đi nha. Thành con gấu nha ha. Thành con gấu rồi, thành con gấu. Đẹp quá. 55 cho tới không có áo màu chị Trang Huỳnh ơi. Chỉ áo đá này chỉ có 3 màu là trắng, đen và xám thôi. 3 màu cơ bản. Ủa cái này có ai đây? Tên gì chị? Thằng Trần, đưa cái tát. Trần hấp cái tát. Chết luôn á. Cắn gần lĩa luôn á. Dòi gấu. Hình như là để ngoài đây nó mới lạnh á. Đúng vậy. Đúng không? Nó bạc, nó khô mật cái gì. Chính xác. Bạn ơi, áo 10kg. Ê, áo con ó 60kg. 60kg con ó bận chắc con ó. Con ó 60kg. Con ó 60kg bận ôm con tay. Đợi em chứ chị. XL. Nó là XL á, XL nghĩ 60kg bận được nha chị Hoàng Trần nha. Cái này đúng không? Khác chị, cái đó là đồng hồ. Đây, con ó này 60kg em nghĩ là bận đẹp nè. Ô, bận được nha chị. 60kg bận được ôm nha ha. Size XL màu trắng nè. Trắng em có XL nè. 60kg bận được. Tại vì á, size L là có một chị nói là size L 60kg bận được rồi đó. Cái thằng này là XL nè. Ai lấy cái mã con ó trắng thì comment giùm em con ó trắng nha. Chị Mỹ Thu cho cái mấy cái feedback cho chị. Chị Mỹ Thu á. Chị Ngọc eo bằng em nhưng mà rú không có bằng. Rồi thấy số điện thoại của chị Trinh Lê nha. Chữ trắng này tiếp tục một cái size L nha. Chữ trắng, chữ trắng. Rồi Hằng Trần lấy con ó luôn nè. Con ó còn 52kg không hả? 52kg bận rộng chút xíu đâu có sao đâu. 52kg em còn size M nha. Em còn size M, con ó 52kg nhưng mà màu xám nha. À màu xám với màu trắng luôn, ok luôn nha. Mai Trinh còn nha, Mai Trinh. Lấy con ó nha, con ó size M Mai Trinh nha ha. Con ó nè, size M là 52kg bận được á. Dạ. Còn màu trắng với màu đen ha, màu trắng với màu đen. Chữ trắng cho Phạm Thanh Thảo nè. Chữ trắng này Phạm Thanh Thảo bằng. Trinh Lê nè, em có cái đơn nào khác có chị có Trinh Lê em có rồi. Rồi nha, ok nha Phạm Thanh Thảo. Cái này là của Phạm Thanh Thảo nè chị. Phạm Thanh Thảo nha, cái áo chữ này của Phạm Thanh Thảo nha cháu. Còn cái này là của ai? Cái này là của chị Hằng đúng không? Cái nào? Ờ đúng rồi, của chị Hằng Trần á. Lấy đen nha, lấy đen đi. Xám xám không có size con nhỏ rồi. Lấy đen đi bạn Trinh Lê ơi. Đây là Phạm Thanh Thảo. Phạm Thanh Thảo là chữ á. Đây nè, màu đen nè, rất là sáng nha. 52kg là bận size M nè, size nhỏ được nè. Còn lấy size L thì cỡ khoảng 60kg. Giờ cái này của Trinh Lê nè Ngọc ơi. Rồi nha, con ó hết luôn. Ý còn, con ó còn nữa cho mẹ nội. Trang Huỳnh con ó trắng 50kg nha. Rồi con ó trắng 50kg, size M cho bạn Trang Huỳnh nè. Còn size lớn nha, Phạm Thanh Thảo. Nhưng mà giờ nó nằm tè le. Trinh Lê lấy đen ok nè. Chị cái này của Trang Huỳnh nha chị. Trang Huỳnh. Rồi nha, áo ơi, chữ trắng em còn nha. Ai thì hút nhanh nha. Đợt này em like là đợt bữa sau em đi đơn luôn nha mấy chị, không giữ hàng nha mấy chị. Còn đang xem thì chấm giùm em một chấm đi, rồi em dơ sơ ngang. Em dơ sơ ngang một lượt nha ha. Lấy thì bắt đầu cậu nhanh nè. Dơ sơ ngang một lượt cho hết mẫu nè. Con gấu này nè. Cái tháp này nè. Cái tháp thật sự, cái tháp mấy chị không thấy đẹp, nhưng mà thật sự cái tháp ở ngoài nó đẹp thích mắt. Cái tháp này là size M nha. Cái tháp này ở ngoài đẹp nhất luôn. Có màu xám với màu trắng. Cái chữ này nữa nè. Chanel Coco. Để em vô một lượt mấy cái mà lúc đầu em like mà mấy chị không có cho.
Của ai chị, tên gì chị? Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo, cho số điện thoại đi Nguyễn Thảo ơi, không cho số điện thoại em không giữ đơn được nha. Nếu có mấy chị mua một cái size M nè, đây size M nha, size M có nói nhưng mà rộng nha ha. Rồi cái này là của khoảng 50, trời ơi 60kg bằng cũng đẹp luôn á, cho 55kg đi ha, 55kg. Dạ từ từ em kiếm em dơ lên cho chị Phượng. Áo chữ trắng nha, comment giùm em là chữ trắng đi. Chữ trắng, cái này muốn đẹp á. Muốn đẹp á. Áo coco. Coco. Áo Chanel coco. Là size gì? Áo Chanel coco hình như là nhỏ bé ơi. Để chị dơ lên cho em xem. Ê. Dạ. Quanh nói coi áo tháp nữa kìa. Áo tháp hả? Áo tháp. Áo tháp. À, có cái tháp. Dạ ok. Đâu, coco của tôi đâu rồi? Cơ cơ là thứ cái chị bận đúng không? Đúng rồi. Đây, cái áo tháp đây. Tháp đẹp lắm. Tháp là size M thôi nha, nhưng mà đẹp. Tháp này nguyên quả nó bận. Hòa bận. Đôi trước hòa bận. Màu trắng với màu xám. Màu trắng với màu xám. Hết đen rồi, áo tháp này hết đen rồi. Áo tháp này nó đơn giản, nên mấy chị nào thích đơn giản thì lấy nha. Tháp, cái tháp này nó đơn giản. Còn cái Chanel này là size gì đây? Chanel là size M Thảo ơi. Áo áo đá này bán quanh năm suốt tháng nha mấy chị, nên giải sâu mấy chị cứ việc tiếp tách lại nha. Áo đá này bán quanh năm suốt tháng, từ mùa xuân qua mùa hạ luôn. Ủa còn cái đồng hồ này nữa hả? Em còn cái đồng hồ này nha mấy chị. Còn một cái đồng hồ này, ai lấy thì comment cho em mã đồng hồ nha. Xay ít đen lờn nha. Ít đen lờn. Ngoài sau có thêu nè, ngoài trước là đồng hồ nha. Nó màu xám, size ít đen lờn nha mấy chế. Đây ha, lấy thì comment giùm em. Đồng hồ ít đen lờn. Rồi Trang Huỳnh lấy tháp màu xám nè. Trời ơi, cái tháp mới dột ra mất tiêu rồi. Rồi tháp xám cho Trang Huỳnh. Tớp ở Củ Chi, Hồ Chí Minh nha bạn. Rồi cái đồng hồ này còn có một cái một đẹp nhất mắt luôn, đồng hồ ít đen lờ này cho chị Phượng luôn. Chị Phượng dồn vô bọc đi, khỏi ghi tên nữa chị ơi. Hết mật rồi chị Phượng ha. Rồi cái con gấu này là ít đen lờ nha, con gấu này là ít đen lờ. Ít đen lờ nhưng mà ít đen lờ này nó nhỏ hơn, nó form nhỏ hơn một tí nha chị. Gấu này cũng còn có màu trắng thôi, hết màu rồi. Chị ai chưa cho em số điện thoại thì cho em số điện thoại đi mấy chị ơi, chứ đừng có đặt một cái nãy giờ like muốn được chết luôn rồi xả ra. Giống như bà nội không đơn thảo là chị ốm hả? Chị mấy cái rồi, chị Phượng mấy cái, chị Phượng ba cái chị ơi. Chị Phượng ba cái nha. Con ngựa. Con hươu cao cổ size M thôi nha, con hươu cao cổ size M, size M nhưng mà to nha. Áo tháp trắng màu chi chi lê. Chị thấy comment em không vậy cho em xem phía sau áo tháp màu trắng. Mickey hả? Mickey em lấy Mickey hả? Thanh Thảo lấy Mickey nè. Nè Mickey nè, Mickey xấy đen lời của Thanh Thảo nha. Rồi áo tháp chấm là áo tháp màu trắng là còn có một cái thôi nha. Đây là áo tháp trắng nè. Lấy thì comment rõ rõ mới chứ nhiều quá nó bị lộn. Rồi cái này là con khu câu cổ là size M nha. Size M, khu câu cổ size M này. M này nó có khoảng 50, 56, 57 kg gì đó. Giờ nha, cái này em có màu trắng với màu đen nha. Cái con ngựa này á, con hươu cao cổ này có trắng với có đen ha. Lấy thì comment giùm em rõ rõ ha. Đây, trắng đen ha. Rồi, màu đen đây. Ngoài sau lưng cũng có hình con ngựa theo luôn nè. Con hươu chứ. Size M nha mấy chị. M này là có khoảng 50 mấy ký nè. Trên dưới 55kg vẫn đẹp. M này là ngọc bạc dừa nè Ngọc ha. Chính lời comment gì ta? Cái áp sao, sao cái tháp cái áo nào không? Không nhớ đâu. Ít đen lờ nha. Ừ, chị Phượng cái áo này đẹp chị Phượng. Ít đen lờ nha. Đây, ít đen lờ. Đính đá nha, bảy sắc cầu vồng. Ít đen lờ, xấy ít đen lờ. Ít đen lờ này nhưng mà ít đen lờ này ớt. Ít đen lờ này ngọc mặt rộng nè. Chị Phương băng được.
xem áo phía sau áo tháp màu trắng. Áo phía sau áo tháp là áo nào em? Phạm Thanh Thảo ba, đúng rồi. Phạm Thanh Thảo em không nhớ. À Phạm Thanh Thảo ba áo ok nha. Rồi, chị lấy. Chị Phượng lấy hả? Rồi áo cầu vòng đó là em còn hai cái nha, size XL nha mấy chị. Size XL nha, áo cầu vòng này là ngọc mặt đẹp. Có một size không? Ngọc mặt trọc, đúng rồi, có một size màu mặt. Bạn ơi, bạn comment chị Chinh Lê, chị comment kiểu đó em không có biết được cái áo sau cái áo tháp là cái áo nào đâu, em không nhớ nổi đâu. Chị có thể mô tả được cái áo đó là cái áo gì không? Chết luôn. Thì sao gì đây nè em lờ. Em lấy áo ngựa, cái áo ngựa đâu ra? Ngựa màu gì cưng? À, xe mặt sau của áo tháp hả? Trời ơi. Cái áo đó, áo tháp có màu. Em lấy ngựa màu gì Phạm Thanh Thảo? Áo tháp còn cái duy nhất nha, ai lấy thì bắt đầu nhanh tay nha. Áo tháp là size M nha mấy chị. Mặt sau của áo tháp đây ha. Đây mặt sau của nó đây. Cái đồng hồ, in cái đồng hồ nha. Mặt trước đây. Cái áo ngựa em lấy màu gì cưng? Rồi nha, xét mẫu rồi. À, hình như còn cái mẫu này. Áo cô gái này. Cô gái này nãy mấy chị có thấy chưa ta? Ra cho mấy chị vô xem. Thấy rồi. Xe L đây. Ngoài sau thêm chữ nha. Ngoài sau thêm chữ, ngoài trước cánh đá L của nó đây. L này có khoảng 56kg, 57kg vẫn đẹp nha. Ngựa cầu vòng đen, ok, ngựa cầu vòng đen nha. Trinh Lê có vẻ to quá thì khỏi lấy Trinh Lê ơi. Cái áo tháp đó là áo tháp của ông Hòa bằng đẹp không? Hòa là Hòa có 48kg nha. Hòa 48kg bận, bận nó rộng hơi là phải rồi. Phạm Thanh Thảo lấy ngựa cầu vòng giống chị Phượng đó đúng không? Ừ. Dạ ok nha Phạm Thanh Thảo, ngựa cầu vòng giống chị Phượng. Giờ nha, con của con gấu này đặng nãy có một cái một. Đâu đó heo bồn rồi. Rồi nha mấy chị, em apply ở đây nha. Ủa cái này là cái gì ta? Cái gì? Hả? Ôi, cáo này là mấy người lớn tuổi á. Cỡ mấy người lớn tuổi thích lắm nha mấy chị. Cỡ khoảng mà 40 mấy tuổi á. 30 mấy ngoài 40 á. Phần to quá à. Mà quanh hỏi cái này được không quanh? Quanh hỏi cái nào ta? Nãy mua cho mẹ. Không biết cái này được không? Ừ, cáo này mua cho mẹ được. Ờ, 65kg. Sao nó ngộ lắm, nó đóng size M mà nhìn thấy nó to quá. Rồi nha mấy chị, em like hết mẫu nha. Khi nào có áo đá mới giờ thì em nhập vô em like tiếp nha. Dừng ở đây nha, dừng ở đây nha mấy chị. Ngựa cầu vòng nha. Rồi ok. Thì em cho mấy chị xem cái form của nó nè. Có ai lấy quần của em thì comment quần nha. Ốm có động cái gì cũng rộng. Nó dày. Anthony vô, bỏ. Cái đó là cái ngựa hả? Cái đó có trắng không tâm? Cái nào chết? Không chị ơi, cái đó không có màu. Chị không biết chừng nào về áo đá nữa hả ơi? Tại vì em cũng không biết chừng nào về áo đá nữa mấy chị. Áo em... đá là... Dạ. Số chốt đơn. Sao? Số điện thoại chốt đơn. Số điện thoại chốt đơn bên chị hả? Bên chị là có tới 2 số điện thoại chốt đơn. À, không sao đâu em ơi, khi chốt đơn nhân viên cái số điện thoại kia không có nhớ luôn, khổ quá. Áo này áo khác không có tới, mấy chị bận với quần cục nó sẽ đẹp hơn quần dài nha. Quần cục nó sẽ đẹp hơn nha. Xả rò nha chị Tạ Bích Huyền ơi. Xả rò nha chị. Đây. Bận mấy chị bận dạng như quần cục nó sẽ đẹp hơn. Để cái quần dài bận nó không có hợp. Trời đất ơi, con nó dơ. Ốm mà dễ mặc đồ. Trời ơi, ốm quá bận cái diện rộng chứ nè. Thờ ơi thờ. Rồi nha, ở đây nha mấy chị. Ở đây hẹn bữa sau gặp nha. Bữa sau em like đầm len. Em like đầm len phom suông, phom rộng, phom body với chân váy Quảng Châu nha. Ngày mai về hàng thì thứ 6 like ha. Thứ 6 like hàng mới. Còn xét thì chắc để chủ nhật like nha. Áo em đang mặc bao nhiêu tiền? Áo em đang mặc có hai màu, màu trắng với màu hết rồi, còn có màu xám không? Màu xám thôi nha, 89k nha Tiên Mai. Nhưng mà bây giờ em không có like nữa nha chị. Trời ơi, Nguyễn Thảo mua một cái hả? Có điện thoại chưa chị? Trời ơi, xả cái này ra luôn đi Nguyễn Thảo. Không biết là ai nè, mua có một cái mà không cho số điện thoại luôn nha ha. Rồi
xả luôn nha. Size XL nha, ai lấy thì comment giùm em chữ sau nha, chữ sau size XL. Ai nãy giờ có đơn á, một cái thì dột lại nha. Chào mấy chế ọp ở đây nha mấy chế. Xả con Thảo ra luôn để bọc mất trong đó. Bye bye, bye bye.